Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ giới thiệu nhanh tại vì các cái mã hàng này thì bên em cũng vẫn đang bán thường xuyên rồi, cho nên là em sẽ giới thiệu cơ bản là nhanh thôi để cho các bác nắm được nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện xanh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, lên cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là 55k. Đó, trước tiên là giá là 55.000. Tiếp theo đó là con này thì nó sẽ có cho bác là 6 ổ cắm này, 3 chân USB này. Dây thì nó sẽ dài cho các bác tầm khoảng là trên 1 mét nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Bây giờ em sẽ cắm trực tiếp cho bác xem. Dây thì nó sẽ dài và tầm khoảng 1 mét đi. Ở đây có đèn báo đây các bạn, đèn báo sáng này, tắt đi này. Đấy, có đèn báo sáng cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì con này của nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đây, bật lên có đèn đỏ này, 3 chân USB nhá. Đó. Con này thì sẽ là 55.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây sạc này. Thì đầu tiên nó sẽ là con sạc béo này. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con sạc béo như này. Chiều dài của nó thì từ khoảng 90 đến 1 mét và nó sẽ có 3 chân sạc như này nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể mua cùng cái ổ xanh này mình dùng để mình sạc luôn này. Đấy, cắm sạc hoặc chạy các cái thiết bị rất là ok này. Đấy. Và con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo ở đầu này nhá. Có đèn báo ở đầu này các bác này. Đấy, có đèn báo ở đầu như này. Và con này thì giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy. Còn tiếp theo thì nó sẽ có cho bác là một con sạc gầy này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000. Đấy thì con sạc gầy này của nó thì nó sẽ là sợi dù. Còn con sạc béo này thì nó sẽ là thuộc cái dạng là sợi cao su non nhá, thuộc dạng cao su non. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy, hai mẫu như này các bác này. Đấy. Và chiều dài của nó thì nó tương đương nhau vào khoảng từ 90 cm đến 1 m nhá. Đấy, từ 90 cm đến 1 m. Thì các bác con này lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này sẽ là 50k nhá. Đấy. Con sạc béo này là 50k này. Đó, 50k. Đó, con này sẽ là 50k. Còn con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con sạc gầy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày này. Đấy, cái giấy lau giày này thì một bịch này của nó thì được khoảng tầm là 30 cái nhá, tầm khoảng 30 cái. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lướt qua nhanh thôi. Đấy đây. Lướt qua nhanh thì các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này và bên shop bán là 50.000 ba bịch nhá. Đây. Đấy ví dụ như cái dép của em nó đang bẩn như này này, đấy đang bẩn này. Các bác đưa vào các bác tẩy đi này. Đấy, đưa vào tẩy đi. Cầm cho anh cái rẻ đây này. Đấy. Các bác đưa vào các bác đánh đi cho em. Đó. Đánh đi cho em như này. Đó. Trực quan sinh động luôn các bác nhá. Đấy, trực quan sinh động luôn. Đấy, thì nói chung là nó sẽ không được sạch như mới nhưng mà nó cũng phải tới 80-90% các bác nhá. Đấy, nôm na là như vậy chứ còn các bác khi mà đã đi nó đã bẩn vào rồi thì khó có thể mà là sạch như mới được. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi các cái chất tẩy thì nó sẽ giúp cho các bác tẩy sạch luôn. Đấy, mùi thì lại rất là thơm và dễ chịu nhá. Đấy thì các bác đưa vào các bác tẩy đi cho em. Nếu có thời gian thì các bác cứ để như này cho nó thấm vào một lúc tầm 3-5 phút. Sau đó đây các bác lau đi cho em. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó sẽ rất là khác biệt luôn nhá. Đây. Đấy bác thấy không này, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, sạch. Rất sạch luôn. Đó thì đây. Đây nó sẽ là hai bên các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây, khác biệt hoàn toàn luôn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch nhá. Và sẽ là 50.000 ba bịch. Đây mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, sẽ là 20k trên một bịch như này và 50.000 cho ba bịch nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy. Có kèm sẵn pin rồi. Về nhà thì các bác chỉ việc là lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Và con này nó cũng có chức năng trừ bì luôn, lắp pin vào đây cho em. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50k. Các bác dùng trong nhà bếp các thứ thì rất là ok nhá. Lên cho em là cân 5, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái cân 5 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Bên em là chảo chiên ngập dầu thì đây nó sẽ là một con chảo kèm với các bác một cái dàn để các bác để đồ ăn như này. Đấy thì các bác chiên rán nem rồi các cái loại thực phẩm đều ok hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật đường kính của nó sẽ là 20 cm. Đấy các bác này. Đấy đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Có tráng đá chống dính nhá. Con này có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thì các bác cứ cho ngập dầu vào đây sau đó thì mình chiên nhá, đường kính của nó là 20 cm. Con này thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, giá sẽ là 100k. Đó, chảo chiên ngập dầu này. Chảo ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu giá của nó sẽ là
100k cho con chảo chiên ngập dầu này nhá, 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Các bác mua về cho các em nó sử dụng trực tiếp luôn, nó rất là tiện. Đấy đây thì nó sẽ có cho các bác là rất nhiều các cái thẻ, có tới tới cho các bác là hơn 200 chiếc luôn. Đấy, với các cái chủ đề, các cái câu hỏi khác nhau. Đó, các cái chủ đề, các ngôn ngữ khác nhau. Các bác bật cái phím nguồn này lên xem này, bật phím nguồn này lên này. Đấy. Bật phím nguồn này lên. Sau đó thì các bác lắp thẻ vào là nó sử dụng thôi. Đấy. Đây, có to nhỏ hết các bác nhá. Đây và có chân sạc đây. Nó chạy bằng pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì con này nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Con này hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em. Đấy, có những cái con mà nó sẽ là để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Con này thì giá chỉ có 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này thôi. 90k nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em bé nhà mình luyện tập nhá. Luyện tập rồi vừa vui chơi vừa giải trí luôn. Đây các bác này. Đấy. Xin chào đấy. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thì các bác bắt đầu bật lên cho em này. Bật lên cho em, sau đó thì bắt đầu mình cho thẻ vào này. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 112 cái thẻ luôn. Bố. Father. Đấy, tiếng Anh nhá, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đó, đây. Màu sắc này. Màu cam. Orange. Đấy, thì đầy đủ cho các bác tiếng Anh, tiếng Việt rồi các cái dòng ngôn ngữ và các cái chủ đề khác nhau để cho các bác, cho các em nó thỏa sức vui chơi sáng tạo và lựa chọn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Thì con này rất là tiện và bổ ích để cho các bác, cho các em nó chơi tránh xa điện thoại máy tính bảng. Đấy, và nó cũng vẫn là một cái dòng đồ chơi công nghệ rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá, máy đọc thẻ này. Giá sẽ là 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đó. Cái này để đứng nó lên Minh, để xong là để đổ đồ vào rồi nó vỡ. Cái đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác tiếp tục cái dòng đũa Nhật nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên xem là đũa Nhật, giá của nó thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Một vỉ của nó thì 10 đôi như này. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, 200 độ C này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Chống vi khuẩn, chống nấm mốc này. Con này các bác dùng thì dùng cho em từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn, không lo hề hấn gì các bác nhá. Đây, kháng khuẩn lên tới 99%, chịu được nhiệt độ là 200 độ C, được làm từ sợi thủy tinh. Lên cho em là đũa Nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một bịch đũa Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đấy thì đây nó sẽ là một cái con cam, nó là một cái đèn thôi. Nó là một cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà nó sẽ là giả cam. Đấy thì nó rất là tiện đây. Đấy và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác có sẵn đầu đấu rồi, các bác đấu lên cho em là xong. Đó. Có sẵn đầu đấu rồi các bác nhá. Các bác chỉ cần đấu lên cho em là xong. Đấy con này thì nó hết pin rồi. Hết pin thì về nhà các bác chỉ cần để ra ngoài ánh sáng là pin nó sẽ lại lên thôi. Đấy tại vì là cái này thì để lâu nó sẽ hết cái pin năng lượng các bạn, nó chạy bằng pin năng lượng mà. Đó thì về nhà các bác để ra ngoài sáng cho em là ok, là nó sẽ lại có pin thôi. Đó. Đây các bạn này. Đấy đấy nhá. Thì con này nó là dòng cảm biến các bạn. Ban đêm thì nó sẽ lên và ban ngày thì nó sẽ tự tắt nhá. Đây. Đây ví dụ như em che cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này các bạn này. Đấy, đây. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là cũng rất là sáng luôn thì các bác có thể dùng thoải mái này. Đấy, đây các bạn thấy không? Em che tấm pin đi nó sẽ lên này. Đấy, tức là ban đêm là khi mà mặt trời nó không còn sáng nữa thì cái tấm pin này nó sẽ bị tối là nó sẽ lên. Còn ban ngày thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng để nó sạc pin. Thì nó rất là tiện này các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Con này thì giá chỉ có 100k thôi nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Thì các bác có thể mua về mình sử dụng. Vừa là làm một chiếc cam bình thường, vừa là để lấy ánh sáng luôn. Đó đây, về nhà các bác lắp đặt lên thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, lắp đặt lên. Đấy, nó là cảm biến, các bác có thể dùng điều khiển hoặc có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy, lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình, giá sẽ là cam mô hình này. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con cam mô hình như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là rất là nhỏ gọn luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là quần áo này mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhá. Đấy, và các bác tháo cái này ra để mình châm nước vào đây cho em. Châm nước vào cái cán này, sau đó thì các bác lại lắp vào cho em. Đấy, và mình nhấp này nước nó sẽ ra này. Đấy, con này sử dụng điện 220, mâm rất là dày luôn và nóng siêu nhanh luôn nhá. Thì nó rất là tiện. Nói chung là dùng con này thì miễn chê luôn các bạn, miễn chê luôn. Đó, nóng nhanh, rất là ngon và nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 15 17 cm và có thể gấp gọn này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini này, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho một em bàn là hơi nước mini như này. Thì con này khá là tuyệt vời và tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Đấy rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng làm sao mà để ý cân nhắc trước khi mua hàng, tránh cái việc là hàng gửi đến thì các bác tỏ tí tia các bác nhá. Đấy thì bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi. Đấy thì cứ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng cho em 30.000 thì ship nữa. Đó, giá thì hàng thì rất là nhiều, mẫu mã các mặt hàng và rất là nhiều video em lên hàng ngày. Hàng ngày hàng giờ đều có video lên. Các bác chỉ cần gõ là shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi là sẽ ra. Đó thì hàng Nhật, hàng Thái, hàng Đức đều có cả nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Clear của thằng thương hiệu Clear. Và hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan. Đó, con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua bây giờ thì nó vào khoảng là 150 đến 200, 150 đến 200 nhá. Đấy, nhưng mà riêng hôm nay bên shop bán cho bác giá chỉ có 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear này thôi. Dung tích của nó sẽ là vào khoảng 450ml các bác nhá. Đây, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan các bác này. Bangkok, Thái Lan. Đó, đây các bác xem rất rõ luôn nhá. Unilever nhá, Unilever, hàng có thương hiệu nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90k. 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này và có cho các bác là màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, dung tích của nó thì gần nửa lít nhá, gần nửa lít. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, một cái lọ này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào 100ml. Dòng này thì các bác chuyên dùng để mình chuyên trị đau mỏi xương khớp này, đốt sống lưng, đốt sống cổ và vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy. Hàng thì 100% là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc thì các bác bôi vào thì nó chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy nhá. Có cái này để các bác massage trước khi mình bôi này, rất là tiện luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. 40.000 nhá. Đấy. Hàng này thì các bác chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đấy, các bác chuyên đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi lau bàn bếp nhá. Đấy. Giá thì siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 40 cành thôi. Không thể tin nổi luôn nhá. Đấy. Chỉ có 40 cành cho một con chổi lau bàn bếp này thôi. Đấy. Về nhà các bác bóc cái này ra cho em này, bóc cái này ra này. Đấy, sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào cho em này, đẩy cái lẫy này vào. Đấy, coi như là để mình lắp cái chổi này vào đây. Lắp cái phần mút này vào đây. Đấy. Và các bác dùng để mình lau bàn bếp, lau cửa kính các thứ đều được cả nhá. Khi mình vắt thì mình giặt thì mình chỉ cần kéo này cho em là xong. Rất tiện luôn, không cần phải động tay động chân. Đấy, mình kéo như này là nó sẽ tự vắt này, còn mình đẩy ra là nó sẽ dùng để mình lau chùi giặt rũ này. Và con này nó cũng có thể xoay đảo như này thì rất là tiện luôn nhá. Nói chung là con này thì dùng là rất là xịn rồi. Mà giá thì chỉ có 40k thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một con chổi lau bàn bếp như này. Đấy. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Chất liệu của nó thì thép gió phủ titan. Tươi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thép gió phủ titan như này. Đấy, kích thước của nó thì nó sẽ là 416, 420 và 432 nhá. 416, 420, 432. Đấy, có 3 mũi khoan tháp này và 3 mũi tazogen. Đấy, 3 mũi khoan kèm tazogen luôn nhá. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn thì rất là tiện. Đấy, và bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Tươi. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k. Đó. Mũi khoan đỏ này. Giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ.
hộp mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110k nhé, 110k đó, cho hộp mũi khoan đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hộp mũi khoan tháp, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu nhá. Đấy, thì hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi luôn, 5 mũi như này nhá, 5 mũi đấy, 5 mũi khoan tháp như này. Chất liệu của nó cũng là thép gió phủ titan và có kèm cho các bác thêm một cây lấy dấu như này nữa, kèm một cây lấy dấu như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác chỉ cần là dập này là sẽ có dấu này, đây dấu rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần ấn lên cho em là có dấu này. Đấy, thì cây này các bác chuyên dùng để lấy dấu nhá, một cây lấy dấu bằng đồng này, kèm thêm cho các bác là 5 cây mũi khoan tháp như này, 1 2 3 4 5 này. Đấy, kèm cho các bác là 5 cây mũi khoan tháp như này. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái hộp mũi khoan tháp như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá, 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này, giá của nó sẽ là 180k. Đấy, hộp khoan tháp nhôm này, hộp khoan tháp nhôm nhá. Đấy, hộp khoan tháp cái này nó sẽ là hộp nhôm nhá, hộp khoan tháp nhôm. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp nhôm này, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 trong cái hộp như này. Thì bên em có hai mẫu nhá, hộp này thì nó sẽ là mũi khoan tháp đỏ này và hộp này là mũi khoan tháp nhôm này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dòng búa. Đấy, bên shop mới về cho các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Asaki. Con này thì cân nặng của nó khoảng 3 lạng và chiều dài của nó thì vào khoảng là 25 cm, và giá thì sẽ là, các bác lên cho em là búa A1 nhá. A1 nhỏ, giá sẽ là 80.000. Cầm anh cái búa lùn ra đây. A1 nhỏ 80k nhá. 80k cho cái A1 nhỏ như này. Đấy. Tiếp theo là sẽ có con A2 to nhá. A2 to. Đấy. Con này sẽ là con A2 to, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều dài khoảng 30 cm nhá. Lên cho em là A2 to này, khoảng 30 cm nhá. Và con này sẽ là 130.000 nhá, 130k. Đó, chiều dài khoảng 30 cm và búa thì nặng vào khoảng là 6 đến 7 lạng, khoảng 6 7 lạng. Cán của nó thì đều là dòng cán của nó thì đều là dòng cán cán bằng thép nhá, và có bọc nhựa nhá, cán thép có bọc nhựa. Hàng này có thương hiệu Asaki của Nhật này, Asaki, hàng Nhật thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, mới 100% luôn. Tiếp theo thì em có cái búa lùn hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu của Nhật luôn. Đó, cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc bọc cao su non như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là búa lùn nhá. Con này em đang bán là 90.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 65k cho một con búa lùn như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là búa lùn nhá, giá sẽ là 65k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là búa lùn này. Các bác lên cho em là búa lùn, giá sẽ là 65k nhá. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, cân nặng thì khoảng 2 lạng rưỡi, và búa thì được làm từ sợi cán thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc cao su non nhá. Dùng thì cực kỳ là đầm tay, chắc chắn và rất là tuyệt vời luôn. Con này các bác dùng để vừa đóng vừa nhổ đinh, vừa làm thợ làm nghề hoặc sử dụng lặt vặt trong gia đình đều ok. Giá thì chỉ có 65.000 thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn. 65.000 cho một con búa lùn như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ghế hơi nhá. Đấy, ghế hơi thì con ghế to này của nó thì nó sẽ là một chiều là 1m16 này. Đấy, một chiều là cao là 98 này. Đấy, cao 98 này, dài 1m16 và rộng là 83 nhá, là cái con to này. Còn con bé này thì là nó sẽ là 62 62 30. Đấy, thì về nhà các bác chỉ việc bơm lên cho em là mình dùng thôi, bơm lên thì nó sẽ đúng như trên hình như này, và giá sẽ là 350.000 nhá, 350k. Các bác có thể mua để mình nằm xem phim, nghe nhạc, thư giãn, lướt TikTok đều ok hết các bác nhá. Khi các bác bơm lên thì nó rất là to như này các bác này. Đấy, các bác có thể nằm để nghe nhạc này. Đấy. Đấy, nhảy nhún thoải mái luôn. Kể cả hai người tầm một tạ cũng, hoặc hơn một tạ cũng vẫn ngồi vào ok nha. Cái ghế này nó rất là cứng cáp luôn. Thì các bác chỉ cần bơm lên cho em như này là xong. Đấy, bề mặt của nó sẽ là nhung mịn nhá, nhung lộn, nhung mịn rất là đẹp luôn. Và bên dưới của nó là cao su nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. Bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc đây, 30 chiếc này, hàng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì nó bán trong các hệ thống siêu thị thì nó đang bán cho các bác cái giá đó là 36.000 Việt Nam đồng nhá. Đây, 36.000 Việt Nam đồng này, hàng Korea của Hàn Quốc này. Đấy nhá, Korea các bác nhá. Đó, Korea Hàn Quốc, và nó bán cho các bác với giá là 36.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà riêng hôm nay thì chương trình tri ân cho khách hàng, bên shop bán cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, đây, được làm từ sợi than tre này. Giá rất là mềm, hạt rẻ cho các bác nhá.
đủ màu sắc luôn. Các bác có thể mua cả hộp như này để mình dùng dần này, hoặc là nhà có khách khứa Tết nhất thì các bác bỏ ra cho mỗi người một chiếc, rất là ngon, sạch, đẹp và lịch sự nhá. Đấy, 4 cái là sẽ là bằng 20k này, 10 cái là sẽ là bằng 40k này. Đấy, và mua cả hộp này cho em đi, cả hộp là 30 chiếc nhá, 30 cái thì sẽ là bằng 110k nhá, 110.000 cho 30 chiếc như này. Được làm từ sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn, bỏ trong cái rổ vuông. Sợi than tre hoạt tính kháng khuẩn các bác dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông nhá. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Thứ nhất là giá này, lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi. 3 đôi các bác nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi thì nó sẽ cứ là một chậu một rổ như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi, tức là 6 chi tiết đấy. 6 món nhá, 6 món như này. Đấy, gọi là 3 đôi. 3 đôi như này các bác nhá. Đấy. Thì đôi nhỏ nhất thì khoảng là 23 cm và đôi to nhất thì khoảng 35 cm. Đấy, đôi to nhất của nó là đôi này. To nhất thì khoảng 35 cm như này nhá. Đấy. Thì các bác có thể dùng nó rất là tiện ích luôn, em thấy cái này thì tính ứng dụng của nó rất là cao luôn nhá. Thứ nhất là mình dùng để rửa rau này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Hàng của nó sẽ là hàng của Việt Nhật như này thì các bác yên tâm mà sử dụng này. Đấy, ngoài ra thì nó là hàng làm cái dòng nhựa siêu dẻo như này các bác này. Đây. Các bác thấy không? Đây. Nhựa siêu dẻo như này các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Bền vĩnh cửu cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông. 90.000 cho 3 đôi như này. Đấy, 3 đôi như này tính ra là vào các bác mua chỉ có mất 30.000 cho một bộ thôi. 30.000 cho một bộ thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy 30.000. Đấy, còn tính ra là 6 món, 6 món như vậy là tính đi là 65 90, 35 45, 45 60, 65 90 các bác nhá. Đó thì mất chỉ có 15.000 cho một món như này thôi. Đấy mà hàng thì hàng là hàng Việt Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Hôm nay thì Phạm Huấn sẽ lên thanh lý cho các bác một số cái mã hàng bên em. Đấy thì các cái mã thanh lý này thì về cơ bản là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới gửi hàng. Tại vì nó đã là hàng thanh lý cái giá nó rất là tốt rồi. Cho nên là tránh cái việc là bom hàng, nên là các bác cứ chuyển khoản thì bên em đi đơn thôi, không chuyển khoản thì thôi các bác nhé. Đó. Đấy thì đây số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên đó là cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu nồi cơm điện hàng của thương hiệu Sáp nhá. Con này thì đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi cơm mà đầy đủ như này. Bên em đang bán là 500. Đấy 500. Con này thì một bác khách, bác ấy về, bác ấy đã nấu và nó bị lỗi cái mâm như này các bác này. Đấy nó bị không phải lỗi cái mâm mà con này là bác ấy về bác ấy nấu nhưng mà nó con này là nó sẽ bị là gọi là nó nảy sớm, nhưng mà em về em sửa được rồi. Thì con này em đang bán là 500. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000. Hàng thì đã ok ngon lành nhá. Đấy nó hơi bị cái lỗi là nó nảy sớm. Đấy nó nảy sớm thì em về em đã khắc phục được rồi. Đấy nó là bị lỗi nảy sớm thôi. Em đã khắc phục được rồi nhá. Đấy thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000 chưa bao phí ship và các bác phải chuyển khoản hết nhá. Đấy các bác lên mã giúp cho em đó là mã nồi số 1 nhá. Mã nồi số 1 350.000. Đấy thì em viết trực tiếp ở đây luôn, số 1 này 350k nhá. 350.000. Mã số 1 này là 350.000 nhá. Đấy. Em đang bán là 500. Cái này thì nó đã qua nấu một lần rồi. Và cái bác Khanh này bác ấy nấu xong thì nó bị gọi là bị nảy sớm. Nảy sớm thì em nó khắc phục được rồi nhá. Và bán thanh lý cho bác cái giá là 350.000 các bạn. Đấy. Tiếp theo thì đến một con nồi cúc cu này. Đấy. Để em làm nốt cái nồi Sáp đi. Mở ra luôn. Đây nhá, con này nó sẽ là mã số 2 các bác nhá. Con này thì cái mâm của nó có vấn đề như này rồi này. Đấy cái mâm nó có vấn đề như này rồi. Thực tế nào em giới thiệu lên các bác như thế. Thì con này các bác mua về thì các bác có thể mang ra thợ mình thay cái mâm này cho em là xong. Đấy mình thay cái mâm này thì rất đơn giản thôi. Thay cái mâm này thì nó chắc là nó chỉ mất vài chục đến 100.000 thôi. Và con này thì bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Và không bao phí ship nhá, không bao phí ship. Giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000, không bao phí ship cho các bác luôn. Đó. Mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mã số 2 nhá. Mã số 2. Giá sẽ là 250k nhá. 250.000 và không bao phí ship nhá. Yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy. Con này thì nó lỗi ở cái mâm. Đây, nó lỗi ở cái mâm, thực tế cái mâm nó sẽ như này. Đấy, thực tế cái mâm nó sẽ như này các bác này. Đấy, thì nó lỗi ở cái mâm này. Con này thì về nhà các bác phải thay mâm nhá, thay mâm đi. Đó. Và giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con số 3 nhá, con số 3. Con này của nó thì con này của nó thì nó sẽ là bị cái lẫy này, cái lẫy này nó không ăn này. Đấy thì các bác về các bác mang thợ các bác sửa nhá.
Con này bên em đang bán là hàng còn mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này, chưa qua sử dụng nhá. Đấy, và nó chỉ bị lỗi ở cái lẫy thôi. Đấy thì về nhà các bác khắc phục cho em cái lẫy là xong. Đó. Con này thì khắc phục cái lẫy thì các bác mang thợ sửa mất vài chục thôi. Em thì em cũng không có chuyên môn, em ngại sửa cho nên là em thanh lý cho các bác cho nó nhanh. Đó thì các bác lên cho em mã này, nó sẽ là mã số 3 nhá. Mã số 3 này, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là con số 3 này. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là con này em đang bán là 450, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 330.000 nhá. 330k cho một con mã số 3 như này. Hàng này thì của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đấy. Tiếp theo thì một cái con mã số 4 này. Con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất các bác nhá. Nhật xuất. Đấy, sử dụng điện 220V và của thương hiệu Casta này. Đấy, con này thì nó chỉ bị nứt mất một ít ít thì thôi. Đấy, còn hàng vẫn ngon, dày dẫn chắc chắn, nấu ngon bình thường các bác nhá. Đấy, dày dạ của nó rất là ngon luôn. Mâm miếc nồi rất là dày dẫn nhá, nồi ôm ngon. Đó. Và con này thì bên em cũng đang bán là 500, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá, 390k. Đó, 390k. Giá thì không bao gồm phí ship nhá. Mã số 4 nhá. Đấy, mã số 4. Đấy, 390.000 cho con nồi này. Đấy, 390.000 nhá. Đang bán là 500. Đấy, 500 thanh lý nốt cho bác với giá 390.000 thôi. Không bao gồm phí ship các bạn, dây dạ các thứ đầy đủ luôn. Đó. Con này thì nó chỉ hơi bị một tí cái đít thì thôi này. Đấy thì không có hề hấn gì cả nhá, không có hề hấn gì cả. Đó, hơi bị nứt tí cái đít thì thôi các bác. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, rất ngon lành nhá. Con này thì thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop còn 4 cái chảo gang này nữa này. Cái chảo gang này thì nó sẽ là bị mất quai, thì về nhà các bác chế cái quai vào cho em. Em đang bán là 100.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 cho một cái chảo gang như này nhá. 40k trong cái chảo gang như này, đường kính là 13 cm, nặng khoảng 5-6 lạng, rất là nặng luôn. Đó thì các bác có thể mua về để mình chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok, và về nhà các bác tự chế cái quai vào đây cho em, tự chế quai vào đây nhá. Đấy, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái mã cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn như này. Đấy, con này đang bán là 30.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc cào xẻng làm vườn như này nhá. 15k. Đó. 15k cho một cái cào vườn như này. Đấy, các bác lên cho em là cào đất nhá. Cào đất thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 nhá. 15.000 cho một cái mã cào đất như này này. Đấy. Con này nhìn sao đây? Con này thì nó sẽ là một cái phích đun sôi nhá. Con này vẫn đun được cái gì? Hả? Một cái phích đun sôi như này các bác này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng vẫn đun ngon lành, nhưng mà khi vận chuyển nó bị móp như này này. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ này thôi. Thì em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Thanh lý nốt cho các bác. Đấy, cái lỗi nó bị móp nhẹ này thôi. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá, 130k cho con phích đun sôi như này. Đấy, 130.000. Hàng thanh lý yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ như này thôi. Còn tất cả các thứ bên trong là vẫn nấu, vẫn đun, vẫn triển khai ngon lành các bạn. Đấy, nó chỉ bóp móp mất tí cái mép ngoài này thôi. Đấy thì thanh lý nốt cho bác giá là 130.000 nhá. Đang bán là 180 đấy, thanh lý nốt cho bác 130.000. Đó. Tiếp theo thì đến cái con đây. Đấy, đó là cái con máy xay khô con này, máy xay khô. Đấy. Con này thì nó vẫn chạy bình thường nhưng mà nó bị vỡ mất cái nắp này các bạn. Đấy, nó bị vỡ mất cái nắp như này. Cái nắp này nó hơi bị vỡ mất cái mép này. Đấy thì em đang bán là 120, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó, 50k cho một con máy xay khô như này. Đấy, giá thanh lý cực hạt rẻ luôn. Đấy, máy vẫn chạy bình thường nhá, máy mới tinh. Cái này là do vận chuyển nó bị vỡ này, nó ném nó vỡ thì là nó mất cái mép này đi. Thì vẫn cái lẫy này vẫn còn và các bác dùng bình thường. Đấy, khi các bác xay thì các bác chỉ cần giữ cái tay này cho em là xong này. Đấy, để tránh cái việc nó bị sập xuống thôi. Đó, và như này là con này vẫn dùng ngon lành. Giá thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho cái con máy xay khô như này. Giá thanh lý nốt cho các bác 50.000. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop có hai cái cân cân 10 nhá. Đấy, con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy. Đấy, em không biết là nó lỗi như nào thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này em đang bán là 160.000. Đấy, 160.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70.000 thôi. 70.000 cho một con cân như này. Đấy. Thì về nhà các bác có thể sửa sang cho em nó như nào. Đấy, nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác
khắc phục cho em nhé. Đấy, lỗi là lỗi số này này. Đấy, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 60k nhé. 60k một chiếc như này. Đấy, 60k một chiếc như này nhá. Đấy, thanh lý cho bác cân 10 là 60k, em còn 2 cái, thanh lý nốt cho các bác. Đấy, còn 2 chiếc này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì con máy xay Osaka dòng có dây điện ở đây xem nào. Thế sao mà con máy xay Osaka như này các bác nhá. Đấy, con này thì không biết là nó dòng dây điện đây cho anh. Không biết là nó bị làm sao đây. Đấy thì để em test xem nó làm sao để em thanh lý nốt cho các bác. Con này thì có thể là máy vẫn đang chạy. Con này thì máy chạy bình thường nhá. Đấy, máy chạy bình thường em đang bán là 145.000 nhưng mà nó bị mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy, nó chỉ có bị mất cái gioăng ở đây thôi. Mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy thì về nhà các bác có thể mua hoặc là chế thêm cái gioăng này vào. Đấy thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con máy xay Osaka như này. Đấy, con này thanh lý nốt cho bác giá là 100k nhá, 100k. Nó chỉ bị mất cái gioăng ở đây thôi các bác nhá. Đó, máy chạy bình thường. Đấy thì đây. Đây cũng là một cái con máy xay khô này, máy xay khô còn hai con nhá. Con này nó bị vỡ cái nắp như này nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường các bạn. Đấy, vỡ nắp thôi. Đây nó bị vỡ, nó vận chuyển nó vỡ cái nắp này các bạn này. Nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường nhá. Đây để em cắm test điện cho các bạn xem nào. Đấy, đây. Đấy, tức là vẫn xay bình thường các bạn nhá, vẫn xay bình thường. Đấy nó chỉ vỡ cái nắp này thôi, vỡ cái nắp này thôi các bạn nhá. Đấy nó chỉ bị vỡ mất cái nắp này thôi các bạn. Đấy thì cũng giống như con này thôi, hai con này để em test thử con này xem có phải nó bị. Đấy con này cũng chạy bình thường các bạn. Đấy. Thì thanh lý nốt cho bác mỗi con này 50.000 nhá. Mỗi con này 50.000 này. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen này. Đấy. Con này cũng vẫn lên bình thường. Đấy. Vẫn lên bình thường này các bác này. Không có hề hấn gì luôn. Đó, đèn bắt muỗi đen vẫn lên bình thường để em test xem nó còn có cái độ chập không nhá. Đấy con này thì nó vẫn lên đèn, còn không biết là cái tính năng chập để bắt muỗi của nó còn hoạt động không, thì em thử cho bác xem này. Đó. Con này như vậy là cái tính năng chập bắt muỗi của nó hỏng không? Bác nào sửa được thì em thanh lý nốt cho bác nhá. Em đang bán là 100.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30k nhá. 30k cho con đèn bắt mũi đen như này. 30.000 cho bác nhá. Đó. Tiếp theo là một cái con bóng đèn 5 cánh này. Bóng đèn 5 cánh các bác này. Đấy. Con này thì nó hỏng mất rồi. Đấy nó hỏng mất rồi các bạn. Đấy con đèn 5 cánh này là nó không lên. Đấy. Nó không lên thì con này em thanh lý cho các bác với cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000. Đấy con đèn 5 cánh này là 30.000. Biết nó hỏng ở đâu về nhà các bác tự sửa nhá. Đấy, 30k nhá. 30k cho con bóng đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì một cái con ấm trong ruột bị làm sao? Một cái con phích đun sôi nhá. Đấy, một con phích đun sôi như này. Con này thì cũng bình thường không nhá. Đấy, con này thì không hề có lỗi lầm gì nhưng mà nó dạng như là nó cái vỏ nó kém, thì bên em cũng bán thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 140.000 nhá. Đấy 140k. Đấy. Tức là phích đun sôi thì em có hai mẫu. Mẫu này thì không bị bọp, mẫu này không bị bọp nhá. Thanh lý nốt cho bác với giá là 140.000. Còn mẫu này thì nó bọp nhẹ thì thanh lý nốt cho bác với giá là 130.000 nhá. Hai mẫu như nhau thôi. Đấy, con kia thì bị bọp, còn con này thì cái vỏ nó hơi kém thì là em thanh lý. Đó. Tiếp theo thì một cái mic karaoke nhá, mic karaoke. Con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì em cũng không biết. Con này em đang bán là 100, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá, 40.000 cho cái mic karaoke như này. Đấy lên xem là mic karaoke nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên em còn mấy cái quạt cổ này. Đấy con này thì giá thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc nhá. Đây. Vẫn dùng bình thường này. Các bác mua về để mùa hè mình sử dụng nhá. Đấy, vẫn chạy rất là mát luôn. Đấy, chạy rất là mát luôn. Thanh lý nốt cho bác cái quạt cổ này sẽ là 20k nhá. 20k. Xả kho thanh lý nốt cho bác 20.000. Đấy, tiếp theo thì đến
Cái quạt cổ này thì em còn hai con nữa này. Đấy, không biết con này thì còn chạy hay không thì em sẽ test sau. Đó, còn con kia thì vẫn chạy bình thường. Hành lý 20.000. Đấy thì tiếp theo là đến cái bộ ấm mặt trời nhá. Hàng thì còn nguyên vẹn này. Riêng khi mà vận chuyển thì nó bị nứt mất cái này này. Đấy, nứt mất cái này. Với lại vỡ mất cái khay này thì em đang bán là 140. Hành lý nốt cho bác, giá chỉ có một nửa tiền thôi, 70.000 nhá. 70k. Đấy, lên xem là bộ ấm mặt trời 70.000. Thì bộ này vừa là nứt hai cái khay luôn. Còn bộ này thì để em xem nó nứt cái gì. Bộ ấm mặt trời này thì em có hai bộ nhá, có hai bộ. Đấy. Bộ này thì không có khay nhá, nó không có cái khay kia, còn cái khay này thì còn. Khay này thì còn nhá. Đấy, nó bị mất cái khay kia. Thanh lý nốt cho bác, bộ này giá sẽ là 80.000 nhá. Bộ này sẽ là 80.000. Một bộ 70.000, một bộ 80.000. Tiếp theo là cái con robot hút bụi này. Thì bên em có 3 con. Thì hàng này là không biết nó lỗi ở đâu như nào thì về nhà các bác tự sửa thôi. Thanh lý nốt cho bác, em đang bán 120.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một con robot hút bụi như này. Về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là em báo luôn là hàng bị lỗi rồi. Còn lỗi ở đâu như nào thì em không biết. Thanh lý 40.000. Đó là con robot này thì em có 3 con nhá. Con robot này thì em có 3 con. Đấy, cơ bản các mã như vậy rồi. Xin chào các bác. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại về các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhé. Các bác lên cho em là lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là hàng dung tích của nó là 3,5 lít này, sử dụng điện 220V. Và dung tích của nó sẽ là 1360W nhé, 1360W, hàng của thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi lẩu đa di năng luôn. Dung tích là rất là lớn nhé, 3,5 lít nhé. Các bác có thể dùng đa di năng cho em. Đấy, rất là mình dùng để chiên, rán, xào, nấu đều được hết nhé. Vung của nó là kính cường lực này, vung kính cường lực này. Con này các bác dùng để ăn lẩu thì nó rất là tiện. Ưu điểm là khi mà các bác sử dụng hay là các bác không cần phải mất thêm nồi nữa. Hàng của thương hiệu Osaka này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là mạ vàng rất là đẹp như này. Và bên trong thì nó sẽ là tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính 3,5 lít. Các bác ăn từ 10 đến 15 người rất là ok luôn. Đấy, từ 10 đến 15 người ăn rất là ok, rất là dày dẫn chắc chắn này. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng chiên, rán, xào, nấu đều được hết nhá. Chiên, rán, xào, nấu, hấp đều được hết luôn. Đấy, và có sẵn cho các bác là dây cáp cắm này. Kèm cho các bác là đây là cái nắp quai này, về nhà các bác tự xoáy ốc vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái vung kính cường lực nha. Đấy. Hàng thì rất là chất lượng và đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka này, đó. Nồi lẩu Osaka. Osaka 390 đúng không? 390k nhá. Giá 390.000 cho một con nồi lẩu như này, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khay giấy bằng nhựa nhá, khay giấy bằng nhựa. Đấy, con này thì nó cũng là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Các bác lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con khay giấy như này nhá. Khay giấy bằng nhựa, giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 90k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 90k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm, và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là 10 cm. Rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa như này, rất là đẹp nhá. Đấy, hàng rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất là tốt nhá. Lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em cái này đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một cái đầu như này. Một cái đầu này về nhà các bác lắp vào cái này bán bao nhiêu nhỉ? Các bác lắp vào cái máy khoan cầm, khoan pin cầm tay cho em nhá. Đấy, sau đó thì các bác đưa vào này là nó sẽ di chuyển, là nó sẽ giúp cắt tôn rất là tốt luôn. Đây, các bác lắp vào thì nó sẽ có hướng dẫn cho các bác như này. Con này chuyên dùng để cắt tôn rất là ngon nhá, cắt tôn rất là ngon. Tôn múi, tôn miếng cắt đều được hết nhá.
tôn mũi, tôn miếng, giày mỏng các đều được hết. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000. Đó. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k nhá. Đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k trong cái đầu cắt tôn như này. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái đầu cắt như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Lắp vào, các bác lắp vào cho em vào cái khoan bin, nó rất là dễ dàng không? Đấy, rất là dễ dàng và tiện dụng này. Đấy. Đó thấy không? Cắt rất là chậm luôn nha. Đấy. Đấy. Nhanh và hiệu quả. Ví dụ mà các bác muốn cắt tôn sóng ấy, thì các bác đưa cái đầu cắt tôn này uốn lượn cho sóng của tôn này. Đây em sẽ cắt thử làm mẫu để các bác nhìn này. Cắt rất là ngọt và hiệu quả. Đấy, còn đối với cái tôn giá sẽ là 140.000 cho cái đầu cắt tôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, về nhà thì nó có cái màng giấy bóng ở đây, các bác bóc cho em cái màng giấy bóng này đi này. Đấy, ba cái màng giấy bóng này đi, màng giấy bóng này nó sẽ là tượng trưng này, các bác bóc đi cho em. Sau đó thì mình lắp cho em cái viên pin vào. Đấy, cái này thì có tặng kèm cho các bác một viên pin sẵn đây rồi. Đấy, có sẵn viên pin tặng kèm rồi, về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đó. Và con này thì các bác muốn cài đặt giờ thì rất là đơn giản thôi, cứ đúng 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em. Lắp vào là nó sẽ nảy 12 giờ trưa luôn. Đấy, 12 giờ trưa nhá. Cập nhật nhiệt độ của nó đang là 21 độ C, độ ẩm hôm nay rất là cao, 99% luôn. Đó, thì lưu ý các bác là các bác muốn cài đặt giờ thì lắp đúng cho em 12 giờ trưa là xong, rất đơn giản vậy thôi. Đó, và có cái màng giấy bóng này các bác bóc ra. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá của nó sẽ là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này nhá, 90.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng giá xoay điện thoại nhá. Đấy, con này thì sẽ là 40.000 cho một con giá xoay như này. Con này thì các bác lật cái này lên này, lật cái này lên, sau đó thì các bác có thể rút này lên cao như này, và các bác đặt cái điện thoại vào đây cho em. Đấy, đặt điện thoại vào đây rất là ngon luôn nhá. Đấy, có thể để đứng và để nằm đều được hết nhá, để đứng để nằm đều được hết. Đấy, con này thì em sẽ gọi nó là giá xoay nhá. Và giá xoay con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con giá xoay như này nhá, 40k. Con này thì rất tiện ích luôn. Đấy, đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 25.000 cho một con giá xoay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay. Đấy, giá xoay 25k. Đó, giá xoay này. Giá xoay, giá của nó sẽ là 25k cho một con giá xoay như này. 25.000 các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã nữa. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Con này thì lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Khi em gửi cho các bác thì giờ về nhà thì các bác tự lắp đặt vào cho em. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút như này, và các bác có thể để như này. Đấy, sau đó thì mình lắc này. Đấy, điều chỉnh ngoắt nghéo lên xuống này, hoặc là xoay ngang xoay ngược đều được hết nhá. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá xoay điện thoại như này sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một con giá xoay điện thoại như này. À, con giá đỡ điện thoại như này. Lên cho em là giá đỡ điện thoại 30k. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30.000. Đó. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30k nhá. Còn con bé này thì nó sẽ là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay 25.000. Đó. Giá xoay này 25k luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai dòng. Một là bơm 1 ti và bơm 2 ti. Thế này thì em giới thiệu qua thôi, tại vì là bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đầu tiên thì nó sẽ là mấy con bơm 1 ti như này. Con này thì sẽ là 100 cành. 100 cành thì em bơm 1 ti như này nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, và tính năng sử dụng thì khá là ưu việt nhá. Đấy. Các bác có thể mang đi bỏ vào cốp xe này, mang đi khi mà mình di chuyển ngoài đường nhiều mà hay bị thủng xăng thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Đấy, dây của nó là dây vải nhá, dây vải như này. Đấy, dây của nó là dây cao su bọc vải như này, rất tiện ích luôn. Nhỏ gọn, tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Đấy. Bơm 1 ti, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000. 100.000 cho mấy em bơm 1 ti như này nhá. Con này là 1 ti này. 1 ti giá sẽ là 100k nhá.
Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái con này là con 2 ti này. Đấy, con này là con 2 ti. Con này thì giá sẽ là 250.000. Và bên shop cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, 2 ti. Hàng của thương hiệu Santalay made in Japan này. 2 ti to khỏe. Con kia thì cân được bơm được khoảng 7 cân, con này thì bơm được 10 cân hơi nhá, 10 cân hơi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đây, có đầu bơm phao, bơm bóng, bơm các kiểu con đà điểu được luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 230 báo nghiệp cho bé đi. 230.000 nhá. 230.000 cho một cái bơm 2 ti như này. 230.000 các bác nhá, 230.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm bơm 2 ti, đó. Bơm 2 ti 230k thì con bơm 2 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Viết hết đi cho nó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Con này thì rất là đơn giản thôi. Về nhà thì các bác đấu điện 220 vào cho em, sau đó thì các bác xoáy bóng đèn vào đây. Đấy là khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi lại thì nó sẽ lại tắt này. Đấy, con này thì có thể là các bác để ban ngày ban đêm này và cả ngày cả đêm này và độ sáng và thời gian sáng này. Đấy. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60k một chiếc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đuôi đèn cảm ứng này luôn. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Đây các bác này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi, cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa, anh em cuốt lần ba cái để được miễn phí ship nha. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Giá thì sẽ là một giá thì sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một hộp như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái xiên hoa quả như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc. Các bác dùng để xiên hoa quả, xiên thực phẩm, thức ăn, đồ chiên, đồ rán đều được hết nhá. Đấy, rất là tiện, dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Cái xiên hoa quả này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 50.000 cho 10 chiếc nhá. 50.000 cho 10 chiếc. Đấy. Lên thì em là xiên hoa quả nhá. Đấy. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. Đó, xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. 50k cho con xiên hoa quả như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho bác cái xương khớp nhá. Đấy, lọ xương khớp này. Đấy. Lọ xương khớp này. Thì con này các bác chuyên dùng để bôi trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Đấy. Nó sẽ là được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi các cái loại côn trùng đây. Đấy. Bọ cạp, sạt sùng, rồi rắn, rồi cóc kiết các thứ như này. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá con nhá. Đấy. Lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k. Đó, 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi hộp thuốc kiến rán nhá. Hộp thuốc kiến rán. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 12 viên. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn, nó là thuốc sinh học nhá. Thuộc các cái chế phẩm sinh học cực kỳ an toàn luôn. Đó đây. Thì đây nó sẽ là dòng như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một viên như này. Các bác ném vào gầm bàn, gầm ghế, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Đó. Giá sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thuốc diệt kiến rán nhá. Giá sẽ là 50k. Một hộp này nó là 12 viên. Hàng thì phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Đây.
Đấy, thị phần bán của nó số 1 của Nhật Bản luôn các bác nhá. Hộp này 12 viên. Chỉ các loại là rán to, rán nhỏ, trứng rán, kiến rán, rán lớn, rán bé đều chết hết nhá. Đấy. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là chuẩn bị Tết nhất đến nơi rồi. Thì các bác có làm tí lẩu nướng thì đây, nay bên shop về cho bác cái nồi lẩu nướng này, hàng của thương hiệu Sun Hau nhá. Đấy, hàng thương hiệu Sun Hau đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá, nồi lẩu nướng. Đấy, đây nó sẽ là con nồi lẩu nướng. Rất đẹp như này. Đấy. Con này thì cái hả? Chiều dài của nó thì vào khoảng là chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là đi 35 cm và chiều rộng của nó là 20 cm, khá là to luôn. Đấy, rất là tiện ích này. Có cái phần cắm điện đây. Và dòng này sẽ là dòng tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính. Công suất của nó thì sẽ là 1500W, sử dụng điện 220V. Đấy. Các bác dùng để ăn đồ nướng thì rất tuyệt vời luôn. Chỉ cần đặt lên như này, cắm điện vào, sau đó thì để đồ ăn lên đây. Dòng này nó sẽ là tráng đá chống dính và các bác hứng mỡ ở dưới này cho em nhé. Đặt cái bát ở đây để mình hứng mỡ xuống là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 350.000. Bên shop đã bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Hàng tráng đá chống dính như này, các bác dùng để ăn lẩu, ăn đồ nướng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, giá thì khá là hợp lý, 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này. Đấy, các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái nồi nướng mà giá hợp lý như này đâu các bác. Đấy, hàng thì hàng của hãng nhá, rất chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này thôi. Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá. Đấy, nồi lẩu nướng giá sẽ là 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này đây. Các bác có thể dùng để ăn đồ chiên, đồ nướng rất là ok nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ này, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Philips đây. Con này thì hàng sản xuất ở Thái Lan nhé. Hàng sản xuất ở Thái Lan. Giá thì sẽ là hả? Bao nhiêu? 470.000 cho con bếp từ như này nhé. Hàng sản xuất ở Thái Lan nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con bếp rất là tiện ích cho các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Philips nhé. Sản xuất ở Thái Lan đây. Made in Thái Lan các bác này. Đó. Thì mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này. Đấy, bên trong của nó đều là quấn dây bằng đồng hết này. Đấy, đồng đỏ au này, các bác nhìn cho kỹ này. Đấy. Và giá thì sẽ là 470.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Trước khi các bác sử dụng thì đầu tiên là các bác cắm điện vào cho em này, sau đó thì các bác giữ cái nút khóa tay này để nó bật nguồn lên này, sau đó các bác nhấn dương để lên này, rồi các bác chọn các chế độ chiên rán xào nấu cho em. Đấy, chiều rộng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 30 cm, gần 30 28 cm, và chiều dài của nó thì cũng khoảng 30 mấy cm. Đó, nói chung là bếp từ này nó sẽ là bếp từ một nồi nhá, một nồi. Giá sẽ là 470.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đây. Hàng thì nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái nồi như này nhá. Và cái nồi này khi gửi đến các bác là nó sẽ bị bẹp. Đấy, nó sẽ bị bẹp, nó thẳng thế luôn. Hàng này là hàng tặng chứ không có bán nhá. Hàng này hàng tặng không có bán. Và gửi đến cho các bác thì thường là cái nồi này nó sẽ bị bẹp, tại vì hàng này nó sẽ là khá là mỏng nên là bẹp, các bác cũng cố mà nhận nhá. Đấy, em tặng cho bác cái nồi này thôi chứ không có bán đâu nhá. Không bán cái nồi này. Đó. Thì ở đây nó sẽ là công suất của nó là 2000-2500W này, điện 220V nhá. Một chiều là 32 cm, một chiều là 39 cm. Đó. Kích thước cơ bản như vậy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm tiếp theo, đó là cái các bác lên máy giúp em, đó là cái khăn lau kính các bác nhá. Đấy, khăn lau kính này. Đây. Một bịch này sẽ là 50.000, 50.000 cho một bịch này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 5. Bịch này là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Con này thì chuyên dùng để lau kính các bác nhá, lau kính này, lau cửa kính, lau bàn kính, rồi nói chung là các cái đồ liên quan đến kính là các bác lau cực kỳ là sạch luôn. Đấy, lau kính nó sạch lắm. Thì con này nó chuyên để lau kính. Lên cho em là khăn lau kính nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một chiếc như này. À, một bịch như này bao gồm là 10 chiếc. Đấy, thì chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm và chiều rộng cũng khoảng 35 cm, nó hình vuông. Lên cho em là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính nhá, giá của nó sẽ là 50.000 trên một bịch như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem.
Đây các bạn ạ. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi phân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Hàn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Hãy trang bị cho mình khăn lau kính và xe ma thuật, chống vết mờ hoàn hảo cho công việc làm sạch của bạn. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi phân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Dây nhờ khăn lau kính 50.000 một bịch các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì cơ bản của nó là từ 30 đến 35 lưỡi hàng về tùy theo lô nhá. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là 30 cái lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có 60 cành thôi. Các bác mua về dùng cả Tết luôn. Đấy, cả Tết cả năm luôn. Bộ nó sẽ là bao gồm là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là bộ lưỡi kép 2 lưỡi này, một bàn cạo này và một lọ kem. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi các bạn. Giá không thể tin nổi luôn. Giá rất là sốc các bạn. Đấy, và của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này các bạn này. Đấy, hai lưỡi kép như này siêu sắc bén cho các bác luôn. Dùng để cạo râu thì rất là tiện ích. Và các bác mua một cái bộ này là dùng quanh năm ngày tháng luôn. Có tới 30 lưỡi. 30 lưỡi mà một năm của nó là có mấy chục tuần đấy. Thì các bác cứ dùng dần thôi nha. Là ok, dùng cả năm. Các bác cứ dùng cả năm là ok. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 30 lưỡi, một lọ kem, một bàn cạo. Một năm hết có 60.000. Quá rẻ mạt các bạn. Đó. Thì các bác cứ mua cái bộ này là mình dùng dần chứ nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60 cành. 60k cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Giá sẽ là 95.000 nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, máy cạo râu 9D. Thì con này nó sẽ là hàng đa chức năng này. Thứ nhất là có chức năng chính là cạo râu này. Đấy, cạo râu thì các bác tháo cái nắp này ra cho em. Bật nguồn lên này, cạo râu này. Ba lưỡi kép luôn nhá. Khi các bác cạo thì nhấp vào này cho em này. Đấy, các bác cạo các bác nhấp vào này cho em đây. Các bác nghe tiếng em cạo nó đứt này. Đấy, các bác nghe thấy không? Tiếng đứt của nó rất là êm luôn nhá. Đấy. Các bác cứ nhấp vào này cho em là xong. Đó. Rất là êm các bác nhá, rất là êm luôn nhá. Đó. Đây, râu nó đứt ở bên trong các bác này. Đấy, râu nó đứt này các bác này. Ba lưỡi kép nhá, râu đứt này. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác các cái chi tiết tiếp theo đó là một cái con bằng cái đầu một cái con bằng cái đầu đầu lông này để các bác dùng để mình massage mặt làm mềm da mặt này. Đấy, làm mềm da mặt này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái chân tăng đơ này. Đấy. Một cái chân tăng đơ đây để các bác lắp vào mình dùng để mình tăng đơ này. Tiếp theo là một cái đầu tỉa lông mũi này. Đây, đây sẽ là cái đầu tỉa lông mũi này. Các bác chuyên dùng để mình tỉa lông mũi. Tỉa lông mũi. Đây. Tất cả thì nó đều là lắp vào một con máy này cả thôi. Các bác chỉ cần là giật ra như này thôi. Giật ra cho em này. Giật thẳng tay ra. Sau đó thì mình lắp vào cho em là xong. Đấy, tỉa lông mũi này. Xoay này. Cái lông mũi nó sẽ tỉa này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc chuyên trị đau cái này nó sẽ là bị nấm ngứa các bác nhá. Đấy. Nấm ngứa, long ven hắc lào đều khỏi hết các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm ngứa, long ven hắc lào, tổ đỉa á sừng thì các bác bơi hết vào đây cho em. Đấy. Nấm ngứa, long ven hắc lào nhá. Con này giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một lọ như này. Giá sẽ là 25k nhá. Đấy, 25k cho một típ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn mà em bán rất là nhiều rồi. Đấy, bác nào hay làm sông nước đấy, hay bị nấm ngứa long ben hắc lào thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là nấm ngứa long ben hắc lào, giá sẽ là 25k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là năm mươi miếng các bác nhá. Đấy, 50 miếng. Lên cho em là miếng dán thải độc chân, một hộp là 50 miếng thì sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm là
cả miếng dán và cả cái miếng thuốc, cả lọ thuốc như này đó. Giá sẽ là 40.000 thôi, bằng một bát phở thôi. Đây thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhé, giá sẽ là 40.000. Tê bì nhức mỏi, khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để qua đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể thoải mái, hết tê bì trên tay, có một sức khỏe và tinh thần tốt cho ngày mới. Mỗi hộp có 50 miếng dùng cho cả gia đình luôn ạ. Anh chị em nào hay bị tê bì nhức mỏi chân tay thì xem hết video này nha. Do công việc phải đứng và đi lại nhiều nên em hay bị tê bì nhức mỏi, khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để qua đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể đấy thì giá sẽ là 40.000 cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. 40.000 cho hộp 50 miếng như này, các bác dùng quanh năm ngày tháng luôn. Giá rất là rẻ, chỉ bằng một bát phở Hà Nội thôi. Đấy, phở quê em thì 20.000, phở Hà Nội 40.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 195.000. Đấy, con này mà các bác mua ra ngoài cửa hàng mà mua thì giá của nó sẽ là khoảng 300, 250 đến 300. Đấy, thấp nhất họ phải bán cho các bác là 270, 280 đến 300.000 nhá. Còn có những shop mà có những cửa hàng nó bán đắt thì phải đến 350, 400.000 các bạn. Đấy. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop và vẫn gửi tới các bác tri ân khách hàng giá chỉ có 195.000 thôi. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một quần một áo size cỡ đại nhé, size cỡ đại size 3XL thì các bác người lớn, người bé, người to, người nhỏ đều mặc được hết nhé. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bạt, đấy, nó sẽ là dạng vải và hai lớp phủ, dạng vải hai lớp và có phủ gọi là phủ ni lông để khi các bác mặc thì nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm rất là tốt, rất là an toàn. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Một cái bộ quần áo mưa của thương hiệu Tú Phong như này, hàng cao cấp nhá, size 3XL nhá, giá sẽ là 195.000. Đây. Hàng thì khi các bác em đã cho các bác xem thực tế rồi. Và khi mặc vào thì nó đúng như trên hình này luôn, đúng như trên hình này luôn. Có mũ Mỹ các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 195.000. Lên cho em là quần áo mưa nhá, quần áo mưa. Giá sẽ là 195.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Con này bên shop đang bán là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc hoặc ra các cửa hàng y dược nó bán cho các bác thì khoảng 400-500.000 nhá, 400-500.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên em cũng tri ân khách hàng để cho các bác cái giá chỉ có 260.000 thôi. Con này nó sẽ sử dụng cái loại pin gọi là pin con thỏ nhỏ, rất dễ mua. Các bác cứ ra trực tiếp ngoài tạp hóa, ngoài hiệu sách là mua được thôi. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong, nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ rất tiện ích. Đấy, lắp pin vào cho em một lần lắp pin như này các bác phải dùng được khoảng từ 5 tháng, 6 tháng đến 1 năm nhá. Đấy. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì đo huyết áp, đo nhịp tim này, đấy, đầy đủ hết luôn nhá. Huyết áp, nhịp tim đầy đủ hết luôn. Giá sẽ là 260.000 nhá, 260.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác bỏ sang cái ví xanh. Về cho các bác một cái ví, đó là cái ví màu hồng như này. Đấy thì combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng rồi một cái bộ nặn mụn này, tẩy da chết các kiểu con này điểu luôn. Đấy, combo cho các bác như này mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Màu của nó là màu hồng rất đẹp này, các bác có thể mua để cho biếu tặng, làm quà hoặc là sử dụng trực tiếp luôn. Kìm kéo đầy đủ cho bác luôn, ba cái bấm móng nặn mụn rồi tẩy da chết các thứ đầy đủ như này. Lên cho em là bộ ví hồng, giá sẽ là một cái bộ ví hồng như này, giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho cái ví hồng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái ví màu xanh này.
Con này cao cấp hơn nhiều nhá. Đấy thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng luôn, có một cái bấm nhỏ cho trẻ sơ sinh này. Đấy rồi kéo kìm này, rồi nói chung là có cả cái nạo gót chân này. Đấy có cả mài cả nạo luôn, cái này là lưỡi để nạo này, cái này là để mài này. Đấy con combo cho các bác như này. Đấy combo cho các bác như này. Giá của nó sẽ là một cái bộ như này thì giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó. Ví xanh này. Giá sẽ là 100k cho con ví xanh như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế này. Đấy cái đệm ghế. Chất liệu của nó thì bằng silicone nhá và được thiết kế theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác mà ngồi vào ấy thì nó sẽ có cho các bác là một cái độ đàn hồi nhất định. Đấy đàn hồi nhất định như này. Đấy các bác nhá, đàn hồi rất là tốt luôn. Thì các bác nào chuyên bị đau tê mông này, hoặc là các bác mà bị xương khớp này, đấy, hoặc là ngồi văn phòng lâu thì dùng con này rất là ok. Vải của nó thì nó sẽ là dòng vải dệt 3D thoáng khí này. Còn bên lớp bên dưới của nó thì nó sẽ là bên trên này thì là dệt 3D thoáng khí này, ngồi rất là thoáng khí và êm ái này. Còn bên dưới này thì là cao su non để chống trơn trượt này. Đó. Lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Giá hôm nay thì về cho bác giá tốt luôn. Một con đệm ghế như này giá sẽ là 90k nhá. 90k trong cái đệm ghế này. Các bác có thể về để cả quả trứng ngồi lên cũng không sao đâu. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái giá đó là cái sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đèn F1 nhá. Đấy, đèn F1. Đây. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Đầy đủ cho các bác các cái chi tiết luôn. Đấy, đai bắt và tường các thứ đàng hoàng. Combo cho các bác điều khiển ốc áp các thứ đàng hoàng. Và nó sẽ là bao gồm là một con đèn như này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng 1, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Đó và nó sẽ sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy các bác nhá, sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời đây. Dây dài khoảng từ 2 đến 4 mét. Đó, thì các bác có thể đưa lên các cái vị trí nào mình cần chiếu sáng rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị một cái giá siêu hợp lý luôn. Một cái đèn năng lượng mặt trời như này. Giá chỉ có cho các bác là con F1 này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn F1 nhá. Giá sẽ là 130.000 một em. Đấy. 130.000 cho một con đèn F1 như này. Các bác có thể dùng thì mình tận dụng cái năng lượng mặt trời mình sử dụng, tránh cái việc là mất nhiều tiền điện nhá. Đấy, tránh việc mất nhiều tiền điện. Tên mã giúp cho em đó là đèn F1 nhá. Giá sẽ là 130k. Đó. Đèn F1 này, đèn F1. F1 130k, em đã có những video test thực tế rồi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao nhá, bộ dao cán gỗ. Đầu tiên thì nó sẽ là con dao chặt này. Con này thì nặng khoảng 6-7 lạng nhá, 6-7 lạng. Đấy, nặng khoảng 6-7 lạng. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, made in Japan cho các bác luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 180.000. Đấy, con dao chặt cán gỗ như này. Đấy, cho nên là các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, khoảng từ 5 đến 7 lạng, lên cho em là chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Con này thì cũng khá là bén luôn. Khá là bén các bác nhá. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình gọi là sử dụng rất là đa di năng luôn. Đây, đấy để em thử test dọc giấy xem con này có dọc được giấy không nhá. Đấy, cũng rất là bén luôn nhá. Các bác theo. Một cái con dao chặt mà cũng dọc được giấy như này là rất là ok rồi các bác nhá. Rất là ok rồi. Đó. 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Chữ khắc chìm luôn. Con này thì siêu bén thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một em dao gọt gỗ này nhá. 40.000, chiều dài khoảng 20 cm. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Giá sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì có một mã nữa đó là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000 các bác, 80.000. Con này thì là hàng của thương hiệu Seki này. Đấy, Seki, Seki Japan. Hàng thì cũng là hàng siêu bén cho các bác này. Đấy, siêu bén luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Đây, rất là bén nhá. Rất là bén luôn. Đấy, rất bén luôn. Con này thì giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ, 80k. Đó, lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k nhá. Còn con bé này là gọt gỗ này. Con gọt gỗ này thì sẽ là 60.000 nhá. Gọt gỗ 60k. Đó. À xin lỗi các bác là 40k nhá. Đấy. Còn nếu các bác nào mua combo thì đây, con này là 180, con này 80.000 260 nhá. 260 bao ship.
thì mua combo hai con này thì sẽ được tặng kèm một con này nhá, tặng kèm một con này đấy, mua combo hai con được tặng kèm một con và bao ship cho bác luôn, mua hai tặng một, bao ship rất chất lượng cho bác luôn. Thì các bác có thể lên cho em là combo là ba dao cán gỗ nhá, bộ ba dao cán gỗ giá chỉ có 260.000 thôi. Lên combo cho em là bộ ba dao cán gỗ này, bộ ba dao cán gỗ nhá, bộ ba dao cán gỗ giá sẽ là 260 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Hàng thì nó sẽ là cái dạng màu, bây giờ thì nó không về nguyên màu nữa mà nó sẽ về theo kiểu là màu màu caro như này. Đấy, màu caro tức là nó sẽ có một cái màu trắng và xen lẫn các cái màu như này. Đấy, cái loại này của nó về cái lô này của nó thì cái chất của nó rất là tốt nhá. Đấy, bông của nó là bông sơ. Đấy, bông sơ cho nên nó rất là thấm hút này. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Dùng thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, kích thước của nó cực kỳ sốc luôn nhá. Kích thước rất là sốc luôn. Kích thước là bao nhiêu? Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4 nhá. 70 nhân 1m4, kích thước rất là khủng luôn. Dài các bác có thể chùm hết cả người luôn. Mà giá thì lại là rất hạt rẻ. Đây, của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 sen luôn nhá. 140 sen. Giá sẽ là 40 cành. Đấy, 40k cho một cái con như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay Osaka đây. Đấy, lên cho em là máy xay Osaka nhé. Đấy. Con này thì sử dụng điện 220V. Con này thì rất đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào là mình dùng thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, nhấp này là nó sẽ chạy này. Osaka Japan này. Giá thì chỉ có 145.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. 145k cho con máy xay Osaka như này nhá. Đó, dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là 700ml nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng nói chung là cái giá này là rất là ưu đãi cho các bác rồi. Các bác có thể xay thực phẩm, xay thức ăn đều ok hết nhá. Lên đây là máy xay Osaka này. Giá sẽ là 145k. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi nhá. Bên shop bán khá là nhiều rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Con này thì cũng bán rất là nhiều rồi thì em lên nhanh thôi. Cái con to nhất này thì kích thước của nó sẽ là 24cm. Dòng này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có thể gấp gọn mà được. Đấy, gấp gọn mà được nhá. Đấy, gọi là bỏ gọn vào nhau được chứ không nói là gấp. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Hàng này thì nó cũng vừa phải thôi nhá, không nó không quá dày đâu. Đấy. Nhưng mà ưu điểm của nó thì các bác có thể bỏ ra từng chiếc một hoặc là mình chồng vào nhau rất là ngon luôn. Đấy. Từng chiếc một như này các nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy chứ em. Nồi nào vung đấy chứ em. Đấy. Có tới cho các bác là 5 cái liền. 5 cái liền các bạn. Đây 5 cái liền như này, tha hồ sử dụng luôn. 5 cái nồi mà giá chỉ có 140.000 thôi. Các bác nhà có cỗ có bàn có công có việc thì các bác cứ dùng cái này cho. Đấy. Đây. Thế các bác cứ thế là mình chồng lên cho em nhá. Đây, mình chồng vào nhau này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Rất là tiện luôn. Cứ thế mình chồng vào nhau này nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy chứ em. Nồi nào vung đấy chứ em. Đấy, rất là vừa xinh luôn nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy rất vừa xinh luôn nhá. Đấy. Đúng như cậu với mợ luôn các bạn. Đúng như cậu với mợ luôn. Thì đây, các bác lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá thì chỉ có cho bác là 140k thôi. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các cái mã hàng cũ mới lên trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa các bác nhé. Đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia khóa chống trộm nhá. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Con này thì các bác dùng nó siêu tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng chìa vát rãnh như này các bác này, chìa vát rãnh như này và nó rất là ưu điểm luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái dòng khóa rất là tiện ích. Bình thường thì các bác dùng như một chiếc khóa bình thường như này và khi các bác đảo chiều lại thì nó sẽ là dòng còi hú như này nhá. Đấy, còi hú thôi. Đấy. Đấy. Tức là khi mà các bác chạm nhẹ thì nó sẽ kêu 3 tiếng nha và khi mà các bác có tác động mạnh thì nó sẽ hú lên. Đó, các bác thấy không? Đấy. Kêu ù tai luôn các bác nhá, kêu ù tai luôn. Thì khi mà nhà các bác có trộm thì nó sẽ động chạm vào và nó sẽ kêu lên thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn. 80k cho một cái bộ khóa chống trộm như này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái việc là bảo vệ tài sản của gia đình mình nhá. Lên cho em là khóa chống trộm này.
khóa chống trộm. Chống trộm giá của nó sẽ là, khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 một con khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm được cái ấy kia. Cái biển kia. Cái nhang trầm các bác nhá, nhang trầm thì đây nó sẽ là một hộp như này, bao gồm cho các bác là đây nó sẽ là một cái nhang trầm như này. Đấy, ở đây thì hàng nó sẽ về theo lô nhá. Đấy, có lô thì nó sẽ được 100 vòng, có lô thì nó chỉ được khoảng 6 đến 70 vòng thôi các bác nhá, 6-70 vòng thôi. Đó, đây thì nó sẽ là một cái dòng nhang như này rất là thơm luôn các bác này. Đấy, một vòng này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Đấy, một tẹp này của nó là 2 vòng này. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn. Các bác có thể đốt cho em là thời gian cháy liên tục là từ 2 đến 3 tiếng nhá. Thời gian nếu ở khu vực nào mà ít gió thì nó có thể cháy đến 4 tiếng luôn. Cháy rất là lâu các bác, cháy rất lâu và rất là đượm và rất là thơm luôn. Thì giá chỉ có cho các bác là 40 cành cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Giá sẽ là 40k. Lên cho em là nhang trầm đốt này. Nhang làm từ gỗ trầm này và dùng để đốt này. Cho nên lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ gọi là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Đấy, vòi tưới cây bằng đồng tăng áp này. Đấy thì đây nó sẽ có cho các bác là 3 cút nối này và một cái vòi bằng đầu bằng lõi bằng đồng như này. Đấy, giúp cho các bác giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tưới cây bằng đồng. Con này thì nó sẽ có cho các bác các cái phần cút nối như này và một cái đầu vòi như này các bác này, một đầu vòi này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đây. Và các cái đầu vòi để các bác kết nối với các cái nguồn nước này, đầu cút này, đầu vòi này nó sẽ xịt thẳng này, xịt tưới cây này. Đấy, rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, xịt tưới cây, rửa xe các thứ rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Vòi tưới cây bằng đồng giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây bằng đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn mang sông nhá. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cho các bác một cáp sạc luôn. Lô này về thì nó sẽ là lại là màu đen nhá, màu đen. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì có cái công tắc này. Các bác có thể dùng để mình tắt bật này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Có công tắc vừa tắt bật vừa tăng áp luôn nhá các bác nhá. Đấy. Hàng rất đẹp, dày dẫn chắc chắn này. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lô này về thì nó sẽ là ánh sáng vàng nhá. Có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng các bác nhá. Rất đẹp cho các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để decor trang trí này, bàn thờ, phòng khách, phòng ngủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Đó, và có chiết áp các bác tùy chỉnh nhá. Để trang trí trên bàn thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó. Hoặc dùng các bác sử dụng khi mà mất điện các thứ thì nói chung cũng rất là tiện. Lên cho em là đèn mang sông giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn mang sông này thôi. Lên cho em là đèn mang sông này, đèn mang sông giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng pin nhá. Con này cả hút cả thổi luôn, chạy bằng pin, rất là tiện ích luôn. Đây là các cái phụ kiện của nó này, các cái đầu hút, đầu thổi này. Đấy, rồi chân sạc này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật này, hàng của thương hiệu Tamashio này, Tamashio made in Japan như này các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hút cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Thì con này nó cả hút cả thổi luôn. Đấy. Thì các bác lắp cái đầu này vào thì nó sẽ là đầu hút bụi này. Đấy, đầu hút bụi này. Đấy. Và đầu này thì nó sẽ là đầu thổi này, đầu thổi thì các bác chỉ cần là lắp cái vòi và đít này là nó sẽ thổi thôi. Đấy, tức là hút vào và thổi ra. Đấy, đây các bác này. Đấy. Cái này, đấy. Rất là mạnh các bác nhá. Các bác rất là mạnh luôn. Thì nó sẽ là có cả đầu hút cả đầu thổi luôn và combo cho các bác giá sẽ là 170.000 thôi các bác nhá. Đấy. Lên cho em là hút thổi bụi này, hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k cho một bộ như này, 170.000 cho một bộ hút thổi bụi chạy bằng pin như này. Con này thì siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá, rất tiện luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng ở trong các cái sinh hoạt hàng ngày rất là ok. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái vít xanh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít xanh này thôi. Giá rất là hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40k vít xanh này. Giá sẽ là 40k một bộ như này. 40.000 cho cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít luôn. 30 đầu vít, một tay công và một tay nối dài như này các bác này, một tay công một tay nối dài như này. Đấy, và hàng thì nó rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó rất là nhiều các cái đầu vít khác nhau thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Và nó cũng có điều chỉnh dài ngắn ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh dài ngắn ở đây. Đấy, các bác có thể cho
dài ngắn tùy theo đây nhá, rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể dùng trực tiếp cho vào đây, đấy, cho vào đây để mình xoáy như kiểu xoáy công như này nó cũng rất là tiện. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40.000 cho một bộ như này. Thì các bác đã có cho em là tới 30 đầu vít rồi và các cái chi tiết đi kèm nữa, rất là tiện ích luôn, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá, dép đi trong nhà. Đấy, con này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái bộ dép đi trong nhà như này và giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 một đôi thôi. Đấy, chất liệu của nó thì phần lót này bằng nhung này, rất là ấm luôn. Phần dưới thì bằng xốp mềm này, bằng xốp siêu nhẹ này, xốp siêu nhẹ này. Bên trên này thì sẽ là vải nhung như này, vải nhung này đi siêu ấm luôn. Đấy, mùa đông các bác dùng để đi trong nhà rất là ok nhá, nam nữ đều đi được cả nhá. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là dép dép xốp nhá. Đấy, lên cho em là dép xốp này. Giá sẽ là 35k nhá. 35.000 cho một đôi dép xốp như này, rất tiện ích cho các bác luôn. 35k thôi. Giá rất là rẻ luôn các bác nhá. Đó, 35.000 cho một đôi dép xốp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp nhé. Qua lên cho em là sen quạt tăng áp. Đây nó sẽ là một cái dòng sen có kèm cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đây, đấy, cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Có điều chỉnh to nhỏ này và có đóng ngắt trên tay luôn nhé. Và có dây nối như này. Đấy, sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 95k nhé. Cái bộ này thì các bác dùng nó rất là tiện ích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá sẽ là 100k nhé, 100.000 đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sen cao su, cũng có cả sen cả dây luôn. Con này thì nó vừa là dùng sen tắm này, có cũng điều chỉnh to nhỏ này, rồi tăng giảm này. Đấy, to nhỏ đóng ngắt này. Và có cho các bác các cái chế độ điều chỉnh này. Và con này ưu điểm của nó là có cái đầu cao su như này. Thì khi các bác tắm thì mình dùng để massage cho cái cơ thể của mình nó rất là tốt luôn. Đấy, massage cổ vai gáy các thứ này. Hoặc là các bác dùng để mình kỳ cọ rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 95.000 thôi. 95.000 cho một cái sen cao su như này nhá. Cũng có đầy đủ cho các bác các cái đầu, các cái chi tiết để các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su 95k cho một cái bộ như này. Đấy, thì có hai loại như này để các bác sử dụng nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhé. Lên trên là tô vít vạn năng. Con này thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cũng ok thôi. Đấy, lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó, đây, về nhà thì các bác có thể lắp cho em một cái viên. Đưa cho anh cái viên pin lắp thử xem nào. Các bác có thể lắp cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em để mình sử dụng này. Đấy, viên nhỏ. Đấy, lắp cho em một viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy, và cái đít này cho em này để mình sử dụng này. Và cái này bên em bán thì không kèm pin đâu. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này các bác nhá. Đấy, để em thử lắp thử xem con này nó có lên không nhá. Đó, đây. Đấy. Đấy, thì cái này hết pin rồi các bác. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Viên pin này của em. Đấy, thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó. Đấy, cái viên pin này của em nó hết pin rồi. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này. Các cái đầu vít như này nhá. Đấy, thì to nhỏ lớn bé lục giác rồi múi mít ba khe hoặc là vít dẹp đều có cả nhá. Ba khe và dẹp đều có cả. Thì các bác muốn dùng cái nào thì dùng, nó rất là tiện ích. Nó sẽ có cho các bác là 8 đầu vít tất cả luôn. Con này nói chung là dùng cũng rất là ưu điểm đấy các bác. Đấy. Các bác không cần phải lấy nhiều tô vít ra để mình sử dụng. Đấy, nó có đầy đủ to nhỏ cho các bác luôn. Và có một cái loại đầu bé tí này. Đầu bé tí này các bác sử dụng cũng rất là ok nhá. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ tô vít vạn năng này thôi. Giá chỉ có 80k thôi. Mua có 80.000 mà dùng được tới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đầu tô vít thế này thì rất là ok luôn. Hàng đúng như trên hình như này. Đấy, giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là tô vít vạn năng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có hai màu. Màu cam và màu xanh thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thì em gọi luôn nó sẽ là vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ là một cái vòi van xả nước như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có hai nguồn nước nhá. Một là đầu vòi này, hai là vòi này. Và cái này các bác cũng có thể xoáy ra này để mình kết hợp với các cái đầu vòi khác nhau luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Các cái đầu cút nối khác nhau. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là vòi cam xanh. Giá chỉ có 50k cho một con vòi cam xanh như này thôi. Con này rất tiện ích luôn nhá. Chia ra làm hai đường nước này, đầu kết nối bằng đồng này, rất tiện ích luôn. Đó, nói chung là con này thì rất tiện ích và cái giá của nó cũng rất là phải chăng luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đốc sạc kèm pin, bỏ cho anh 4 viên pin đây nào. Đốc sạc kèm pin như này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là cả đốc cả pin luôn. Giá sẽ là 65.000, hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, combo cho các bác là sẽ là một đốc sạc và 4 viên pin như này nhé. Một đốc sạc 4 viên pin như này. Đấy, giá sẽ là 65k. Đấy, cái này thì các bác dùng cho pin đồng hồ nhé. Đấy, lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhé. Đốc sạc này,
đốc sạc pin đồng hồ. Pin ở đây sẽ là pin đồng hồ nhá, giá sẽ là 65k nhá. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Đấy thì pin này, pin đồng hồ các bác có thể lắp vào đồng hồ hoặc là lắp vào mic karaoke đều được nhá. Giá sẽ là 65.000 cho một combo như này, bao gồm một đốc sạc, một pin. Một đốc sạc, một pin cho các bác luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một con phao nước rất là tiện ích luôn. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái phao như này. Kèm thêm cho các bác là cái cao su non và cái này là để điều hướng nước nhá. Các bác có thể xoáy vào để điều hướng này, chảy lên, chảy ngang, chảy ngược đều được hết. Và cái đầu này các bác kết nối với cái đầu nguồn nước cho em. Đó. Và cái phao này rất tiện ích, nước ngập một phân thì nước phao sẽ tự đóng ngắt. Rất tiện, các bạn dùng rất là đa di năng luôn. Và giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là phao nước nhá. Phao nước này. Giá sẽ là 70k nhá, 70k. Đấy, con này dùng nó sướng lắm, nó tiện chứ không như cái phao cơ truyền thống các bác dùng nhiều khi nó không ngắt được thì bị tràn nước, còn cái này thì nó để thẳng như này là khi các bác dùng là nó sẽ tự ngắt luôn, nó rất là tiện. Đó. Phao nước 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser này, thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng thước đa di năng và rất là tiện ích luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một cây thước như này nha. Một cây thước như này các bác này. Đấy, các bác bật lên cho em. Bật lên cho em thì các bác rút cho em cái phần cản pin này ra thì cái tia laser nó sẽ lên này. Đấy đây. Các bác nhìn cái tia laser này. Đấy, các bác thấy không? Đây, tia laser rất là rõ luôn nhá. Đó. Và các bác có thể điều chỉnh tia đứng, tia nằm hoặc là lấy góc vuông như này đây. Đấy, các bác xem em dọi vào cái góc vuông của cái tường gạch này, đét thì đẹp luôn nhá. Đó. Con này thì sẽ có cho các bác là điều chỉnh tia đứng thì các bác gạt đứng lên này, tia nằm thì các bác gạt này. Ở đây có cái đầu này các bác gạt trực tiếp vào cái đầu này cho em này để các bác điều chỉnh tia nhá. Đó. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái thước này, thước Livo này, bao gồm là đứng nghiêng và nằm này, đứng nghiêng và nằm này. Rồi có cái thước đo 15cm này, thước đo 15cm đây. Và ưu điểm là có thêm một con thước rút như này nhá, một con thước rút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Thước rút thì nó vào khoảng là 2m đến 2m rưỡi nhá, 2 đến 2m rưỡi trong con thước rút như này. Đấy thì combo cho các bác là một cái thước laser như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Đó. Thước laser này, laser. Giá sẽ là 90k một em nhá, rất tiện lên. Em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái cặp sách của học sinh nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng cặp hàng nội địa của Nhật. Thì ưu điểm của bác khi mà dùng con này thì nó sẽ là chống gù lưng cho các em, nó rất là tốt luôn. Đấy. Nó sẽ có cái phần quai chống gù lưng như này nhá. Đấy thì các em nó đi học thì nó rất là tiện ích luôn, khi mình đeo vào thì nó sẽ không bị gù lưng. Đấy. Các em có mang nhiều sách vở đi cũng rất là yên tâm. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái ngăn để đựng nước này. Đấy, đựng nước, đựng các cái đồ lặt vặt này. Và đằng trước này cũng khá là nhiều ngăn luôn, khá nhiều ngăn luôn. Và bên trong thì nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này, thì khi các em bỏ cặp, bỏ sách vào nó sẽ không bị quăn. Và ưu điểm của con này, cái ưu điểm lớn nhất của nó là chống gù lưng nhá. Đấy. Thì chống gù lưng thì các bác biết rồi. Đấy, các em bây giờ đi học thì chữ thì ít mà sách vở thì nhiều. Đấy, một cái em lớp 1 thôi mà cặp sách cũng mang theo là đến choãi hết cả vai luôn ấy. Chả hiểu là học hành kiểu gì các bác nhá. Đó. Ngày xưa em đi học thì có mang sách bao giờ đâu. Đấy. Thế mà bây giờ bọn nó đi học sao lắm sách thế. Đấy. Thì lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130.000. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách này, chống gù lưng. Chống gù lưng này. Chống gù lưng giá sẽ là 130k một em nhá. 130.000 cho một em cặp sách chống gù lưng. Nó rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác nhá. Keo vá tường thì đây nó sẽ là một cái lọ keo như này. Một cái lọ keo như này các bác này. Đấy, dung tích của nó là 250g và giá sẽ là 40.000. Đây. Đấy, về nhà thì các bác bơm cái keo này ra cho em này. Đấy, các cái chỗ tường nào mà bị bong chốc, bị nứt nẻ này, đấy, bị thấm rột. Đấy thì các bác vá trực tiếp lên cái phần đấy cho em. Sau đó thì mình để là nó sẽ tự khô thôi, thì nó rất là tiện ích. Đây. Đấy, ví dụ như là cái phần tường bị vết mực này, đây nhá, vết mực nhá. Đấy, các bác chỉ cần vá lên này là cho em xong rồi, hết vết mực luôn. Đó, các bác rất là tiện luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Tại Đài Loan và hiện nay đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam, một siêu phẩm không thể thiếu trong ngành xây dựng, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại, được đánh giá là keo vá tường tốt nhất hiện nay và được các nhà thầu xây dựng chọn mua nhiều nhất. Nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay, nhận ưu đãi giảm giá duy nhất lên đến 50%. Và sau đây là lý do tại sao mọi nhà nên sở hữu ngay chiếc keo vá tường để tiện cho việc xử lý các vết lỗi trong ngôi nhà bạn. Đầu tiên, chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian, chi phí để tìm thợ đến sơn sửa nhà, mà có thể tự tay mình thi công một cách tiện lợi. Thứ hai là với sự vượt trội tích hợp nhiều công dụng trong một sản phẩm, giúp bạn sơn sửa nhà cửa một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đầu tiên, keo có thể vá được các vết tường nứt, bong chóc, mị rộp, vỡ thành màng. Công dụng thứ hai, khác với các loại bột mã, bột chét thông thường bên ngoài thị trường, keo
keo vá tường còn thấm nước, chống thấm quân hội. Và cuối cùng không thể nói đến độ bám dính cực tốt của keo vá tường với độ bền tuổi thọ lên đến 4-5 năm. Keo vá tường siêu tốc. Rồi ok các bác nhá, 40.000. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000, ship trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên 1 cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, bốn khế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và combo nó sẽ là 1 cân như này. 1 cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản 1 cân thì nó sẽ là tầm này nhá. Sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110.000 trên 1 cân. Và nửa cân thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn 1 cân thì nó sẽ là 1 kg thì sẽ là 110.000 và 0,5 kg thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác như này để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, 1 cân được rất là nhiều các bạn, 1 cân rất là nhiều này. 2 này. 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhá, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhá, từ 7 đến 12 chiếc. Đó thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn đâu nhá. Đấy chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi. Cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhé, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này. Thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi. Chỉ có 110.000 cho một cân và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây. Và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15.000 này, 15.000 trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30.000 nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao dọc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên xem là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, các bác lên xem là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này.
Tiếp theo là cắt dây này, rồi vặn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá, xoắn dây nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa dùng nó rất là thích. Đấy, cây to cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30 cm nhé, khoảng 30 cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20. Và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20 cm một chút nhá. Trên 20 cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này. Hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá. Cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy, thì combo cho nó như này. Hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40 cm, 37 cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22 cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành này các bác nhá. Đấy. Các bác lên theo là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhá, 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá, kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này, đấy tỉa răm này. Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox, giá sẽ là 50k nhá, 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó, thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó. Rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu,
dòng 5 mét rưỡi, à dòng 5 mét và dòng 7 mét rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5 mét thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5 mét thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5 mét và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này và các bác bóp vào này xem. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50 cành. Thì các bác có thể lấy con 4 mét hoặc con 5 mét hoặc con 7 mét rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bác nào nhận hàng không kiểm tra thì đơn hàng có vấn đề gì xảy ra là bên em không chịu trách nhiệm đâu. Tại vì bên em bán hàng là rõ ràng là nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu các bác không kiểm tra là lỗi của các bác. Đó, thì từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt gà. Thì em sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là của Đức và một mẫu là của Nhật nhá. Đấy, Japan các bác này, hàng nội địa của Nhật nhá, thép SK5 nhá. Và mẫu này là hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó. Thì hai con này thì độ sắc bén là như nhau, nó chỉ khác nhau là độ to và độ dày thôi. Đấy, chứ là con của Nhật này thì nó sẽ to hơn, dày hơn và chắc chắn hơn. Đấy, thì con của Nhật này thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Japan này, đấy, thép SK5 nhá. Các chức năng của nó thì đều là như nhau này. Đấy, thứ nhất là cắt gà, cắt cá, cắt thực thực phẩm thức ăn này, cắt nem này, rồi khui bia, mở nắp chai đều ok hết nhá. Đó. À xin lỗi các bác, không khui bia chỉ có mở nắp chai kẹp cua ghẹ thôi nhá. Đấy, thì đây, nó sẽ là có cái phần lõm như này để các bác chuyên cắt gà này, những con gà 5 7 cân, 3 4 cân các bác cắt thoải mái cho em. Đó, cắt gà này. Đấy, rồi các bác cắt cá, cắt nem này, có cái phần răng cưa này các bác dùng để đánh vảy cá này. Tiếp theo là có cái phần này để các bác kẹp cua, kẹp ghẹ này. Đấy. Con này thì hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này thì sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là kéo gà Nhật nhá, 130k này. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái con kéo gà Đức này. Con gà Đức này thì cũng cắt gà, cắt cá này, làm vảy cá này, kẹp cua ghẹ này. Con này thì sẽ là 100k tròn nhá, 90.000 này. Lên cho em là kéo gà Đức nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, đang bán 100 đợt này về cho bác giá 90.000. Đó. Để các bác lên cho em là kéo gà. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc nhanh iPhone nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lên nhanh thôi. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này, một củ sạc và một dây như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của iPhone quả táo này. Đấy, iPhone quả táo đây. Apple này. Và iPhone 14 Pro Max nhá. iPhone 14 Pro Max. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc và một cáp sạc và một cái củ như này. Giá chỉ có 60 cành thôi. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone các bác nhá. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k. Đó, dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái dòng đó là cái củ sạc nhanh nhá. Các bác lên cho em là củ sạc nhanh. Đây thì nó sẽ là một cái củ sạc như này. Đấy, lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Thì đây nó sẽ bao gồm cho bác là hai chân Type-C và hai chân sạc nhanh của USB nhá, và có dây dài khoảng từ 80cm đến 1m. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là cắm nguồn điện bình thường. Đấy, cắm nguồn điện bình thường sau đó thì mình đấu dây vào cho em là xong. Đấy, cắm dây kết nối vào cho em xong. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Công suất của nó thì nó cũng là dòng 20W thôi. Đấy, dòng phổ thông 20W nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng này. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80k trong cái củ sạc đa năng như này nhá. Tức là hai cái nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhá. Một cái là dây sạc nhanh iPhone 60.000, một cái là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc thì sẽ không có dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy. Con này dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, công suất của nó thì nó sẽ là 1.500W này, 3 lít cả vỏ này. Đấy các bác nhá. Đấy, 3 lít cả vỏ. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Các bác vừa là chức năng, vừa là đun sôi, vừa là giữ nhiệt được luôn. Đun sôi giữ nhiệt được luôn, cho nên bên em gọi nó sẽ là phích đun sôi nhá. Đấy. Thì các bác chỉ cần đặt lên cho em như này là xong này. Đấy. Đặt lên này là nó sẽ tự đóng ngắt này, tự đóng ngắt này. Đấy. Và nắp xoáy đây các bác, xoáy nắp này ra này. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. Con này thì cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và ngon lành luôn. Các bác chỉ cần xoáy vào như này cho em là xong. Đây nó có cái phần lẫy này.
xoáy vào. Khi nào rót thì nhấp cái lẫy này chị em. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Hàng của thương hiệu Cuckoo nhá. Cuckoo của Hàn Quốc này, Korea nhá. Đấy. Đây. Giữ nóng cho các bác 24 giờ luôn nhá. Đấy, vừa là fix đun sôi vừa là giữ nhiệt luôn. Bình thường nếu các bác muốn giữ nhiệt liên tục thì các bác cứ để vào này cho em. Thì nó sẽ tự đun sôi, nó sẽ lại tự ngắt nhá. Và lúc nào cần thì nó lại tiếp tục đun nhá. Còn lại nếu mà các bác không muốn để vào trực tiếp thì khi nào có khách có khứa cần thì các bác đặt vào cho em. Đó, đây. Hàng của nó thì của thương hiệu Cuckoo này. 1500W điện 220V, giá sẽ là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là fix đun sôi nhá. Fix đun sôi này. Fix đun sôi, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy trà gót chân nhá. Giá sẽ là 100 cành tròn cho con máy trà gót chân như này, 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm một máy, một cáp sạc và một viên đá. Đấy, một viên đá mài. Con này mài rất là ngon luôn này. Các bác có thể dùng để mài tay này. Đấy, các bác trông nhà mài này. Đấy. Các cái phần tay của các bác bị da khô nứt nẻ này, gót chân này. Đấy, rồi các cái phần bị da khô đây các bác này. Đấy, thì mình đưa vào mình mài đi chứ em. Đấy, mình trà đi. Đấy, mình trà đi. Sau đó thì bên em có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Các bác có thể dùng cái cao ngựa mình bôi vào chứ em. Đó. Thì nó vừa giúp cho các bác là làm mềm da rồi tái tạo các cái phần da non rất là tốt luôn. Đấy. Máy trà gót chân thì sẽ là 100 và hộp cao ngựa này thì sẽ là 30.000 nhá. Đấy, 30.000 cho một hộp cao ngựa như này các bác. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cao ngựa. Khi các bác bôi vào thì nó sẽ giúp cho các bác là làm mềm này rồi là giúp cho các bác là da non, tái tạo da non rất là tốt luôn. Đấy, cao ngựa thì sẽ là 30k nhá. 30k cho một lọ cao ngựa như này. Còn máy trà gót chân này thì sẽ là 100k một chiếc nhá. 100.000 cho một chiếc máy trà gót chân như này. Kèm cho các bác là một cáp sạc và một cái viên đá và một máy như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ bốn cưa kéo như này nhá. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy thì sẽ là lấy cái chưa dán đấy. Thôi rồi. Thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái con kéo cắt cành này. Con này thì bên shop lên nó sẽ là kéo cành cam nhá. Đấy. Mã kéo cành cam này thì bên em đang bán lẻ sẽ là 70.000 cho một cái kéo cành cam như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Con này thì có kèm cho các bác một cái lò xo luôn. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan này, thép SK5 không gỉ nhá, thép SK5 không gỉ như này. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Có kèm thêm cho các bác một cái lò xo như này nhá. Đấy, kèm thêm một lò xo. Thì con này sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 nhá. Lên cho em là kéo cành cam. Giá sẽ là 70k này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một cái cưa lách như này nhá, một con cưa lách như này, hàng made in Japan này. Đấy, con cưa lách như này thì giá sẽ là 50.000 cho con cưa lách như này nhá. Đấy, tiếp theo là con cưa gấp này. Con cưa gấp dài từ 25 đến 30 cm này, lô này về thì sẽ là lô 30 cm này. Đây các bác xem này, chất cưa của nó này, uốn cong thoải mái luôn nhá. Đó. Thì con này sẽ là 70.000 nhá. À 50.000 nhá. Con này sẽ là 50.000 này. Đấy. Hàng của Fuku của Japan này. Đấy. Thì con này nó sẽ có các cái phần mở hình hạt bóng như này. Khi các bác cưa thì nó sẽ đọng các cái phần nhựa hoặc là mùn cưa vào đây thì cưa nó rất là nhẹ cưa nhá. Đấy, và có thể gấp gọn này. Tiếp theo là đến một con kéo tỉa inox này. Đấy, một con kéo tỉa inox như này. Đấy, thì con kéo tỉa inox này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50.000 này, 50.000. Đấy. Cái này 50.000 này, cái này 50.000 là 100 này. Cái này 50.000 nữa là 150 này. Cái này 70.000 nữa là 220 này. Mà hôm nay bên shop bán combo cho các bác cái giá cực kỳ là sốc nhiệt luôn các bác nhá. Rất sốc nhiệt cho các bác luôn. Combo cho các bác 4 món như này. Đấy, 4 món như này ngoài sức tưởng tượng luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho 4 món cưa kéo như này. 70.000 này. Còn cái này thì mỗi món là 50.000 nhá. Mỗi món 50.000. 70.000 là 220. Bán thanh lý cho các bác với giá đó sẽ là 4 món như này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 4 món cưa kéo này. Bộ 4 món cưa kéo nhá. Bộ 4 món này. Cưa kéo này, đó, cưa kéo. Giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho combo bộ 4 món cưa kéo như này. Thanh lý xả lỗ cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức này. Hàng made in Germany cho các bác luôn. Đây, made in Germany này. Đấy, khóa bằng đồng Đức này. Chìa của nó thì sẽ có cho các bác là 4 chìa và nó sẽ là một cái dòng chìa. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng chìa gọi là chìa tròn nhá, chìa tròn. Chìa tròn như này thì rất là khó làm phôi để ăn trộm. Thứ hai là chống trộm, chống cắt rất là tốt nhá. Đấy, hai mặt này đều không thể đưa lưỡi cưa vào cắt được. Khi các bác đã đưa vào cửa khóa rồi là sẽ là không đưa lưỡi kéo cộng lực vào cắt được, cho nên là cực kỳ an toàn luôn. Đấy, và hàng này thì các bác sử dụng ngoài trời mưa nắng thoải mái cho em.
và sẽ có cho các bác là 4 chìa liền, thì các bác có thể cất đi mình sử dụng dần, mất chìa này mình dùng chìa khác, hoặc các bác có thể dùng khi mà nhà đông người thì mình chia ra cho mỗi người một chìa là ok. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, lên mã giúp cho em đó là khóa đồng Đức nhá, sẽ là 150 cành thôi, 130.000 thôi. Đấy, hàng về giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 130.000 cho cái bộ khóa đồng Đức như này. Đấy, hàng chất lượng 5 sao luôn các nhá. Đây, chất lượng 5 sao luôn, made in Germany này. Đó, lên cho em là khóa đồng Đức nhá, giá sẽ là 130k này, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mã khăn tắm nhá. Đấy, lên cho em là khăn tắm này, khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, thì combo cho các bác một chiếc khăn tắm như này, hàng to dài đẹp. Đấy, chất bông của nó này, hàng khá là to luôn, chùm hết cả màn hình luôn các bác nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 40 cành nhá, 40 cành, kích thước của nó sẽ là 40 x 70. Đấy, một mặt bông thô, một mặt bông mịn, hàng rất là đẹp cho các bác luôn này. Đấy, hàng rất đẹp luôn, các bác dùng để khi mình tắm giặt xong thì mình có thể mình vệ sinh này, lau, mình tắm xong mình lau khô thì mình choàng hết cả vào người luôn. Kích thước của nó sẽ là cực kỳ là to khủng luôn các bác nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 x 1m4 nhá, 70 x 1m4, rất là to luôn, và hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc như này. Đây, toàn bộ chữ Hàn hết này. Đấy, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Kích thước của nó sẽ là 70 x 140 cm nhá. Hàng to khổng lồ luôn. Giá sẽ là 40k nhá. Bình thường các bác ra cửa hàng mà mua nhá, giá của nó cũng phải là đâu đó vào khoảng là 100 đến 120.000 nhá. Đấy, mà mỗi khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Giá này là giá thanh lý hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn rửa mặt nhá. Đấy, đây, nó sẽ là khăn rửa mặt như này, và bên shop bán theo combo. Đấy, bán theo combo tức là bán theo một dây như này sẽ là 60.000 cho một dây 10 chiếc này. Đấy, một dây này sẽ là 60k nhá, trên 10 cái này. Đấy, còn các bác 10 cái nhá, trên 10 cái, còn các bác mua lẻ thì em sẽ bán từ 3 cái trở lên nhá. 3 cái sẽ là 20.000 cho 3 cái này. Hàng nó sẽ là hàng, đấy, chất bông thì nó cũng giống của cái khăn to. Đấy, và kích thước của nó sẽ là 30 x 50 nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn ngon lành. Đấy, thấm hút nước, thấm hút mồ hôi tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là bao nhiêu. Đấy, một con khăn rửa mặt như này bán theo combo 3 chiếc sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá, 20.000 cho 3 chiếc khăn rửa mặt như này. Đấy, rất là tiện ích và phù hợp cho các bác sử dụng luôn. Đấy, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con robot lau nhà nhá. Đấy, robot lau nhà, robot lau nhà này, con này thì nó sẽ là một con máy cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Đấy, thứ nhất là giá, giá con này thì khỏi phải bàn rồi, một con máy robot như này mà giá chỉ có 120.000 thì nói chung là cũng là giá yêu thương cho anh chị em rồi. Đấy, giá yêu thương cho anh chị em rồi nhá, giá này thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, có lô về màu trắng, có lô về màu đen. Đấy, và các bác vệ sinh ở đây cho em này. Đấy, vệ sinh thì mở đây ra vệ sinh nhá. Đây nhá, hàng trắng bong sạch sẽ đẹp như này. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem để các bác thấy cái độ hút của nó khủng khiếp như nào nhá. Tháo cho em cái lẫy cản pin này ra này. Đấy, và các bác nhấp cái công tắc ở đây này, nhấp công tắc start này là nó sẽ chạy nhá. Hàng trắng bong sạch sẽ, bây giờ em sẽ test thử cho bác xem này. Đó, máy đang chạy này. Chạy trên thảm này, chạy nền đất, nền điếc ok hết nhá. Và nó sẽ chạm vào đâu thì nó sẽ tự nó quay đầu nhá. Đấy, đây. Ví dụ nó sẽ chạm vào là nó sẽ tự quay đầu này. Đấy. Đấy. Chạm vào thì chạm, nó chạm vào vật thể thì nó sẽ tự quay đầu ra thì nó rất là tiện các bác nhá. Đó, và con này hút cực kỳ là sạch luôn. Đó. Đây, hút trên thảm, hút dưới đất, hút phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Đó, rồi. Đây em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Đấy, em chỉ để có 30 giây thôi nhưng mà nó hút rất là khỏe luôn đây. Đấy. Đây. Đấy, các cái dòng bụi mịn siêu mịn này, bụi siêu mịn này. Đấy, vừa nãy em mở ra cho các bác là trắng bong sạch sẽ nhá. Mà đây nó đã hút bụi vào đầy như này là các bác biết rồi nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để mình hút bụi rất là tốt luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn các bác. 120.000 cho một con máy hút bụi thì các bác biết rồi. Đấy, khỏi phải bàn về giá rồi các bác nhá. Khỏi phải bàn về giá luôn. Đó, giá chỉ có 120k thôi. Đấy, về nhà thì các bác rút cho em cái lẫy cản pin này ra là mình sử dụng thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi. Đấy, không thể tin nổi luôn các nhá. Lên cho em là robot hút bụi nhá. Robot hút bụi này. Robot, robot hút bụi nhá. Giá của nó sẽ là 120k. Đó, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thêm lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship đó các bác nhá. Đó. Thì ship bây giờ thì bình quân chung là 30.000. Và từ 200 trở lên thì bên em đã bao ship rồi cho nên nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái chắn dầu mỡ nhá. Các bác lên cho em là chắn dầu mỡ. Cái này thì để khi các bác đun bếp mà các bác chiên rán xào nấu thì các bác lắp vào để mình chắn dầu mỡ cho em thì nó rất là tiện. Đấy thì khi mà mình rán rán đồ ấy các bác. Đấy khi mình rán đồ thì thường nó hay có dầu mỡ. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em là xong này. Đấy đặt này cho em là xong. Đấy thì khi nào các bác dùng đồ rán thì các bác mới cần. Còn lại là bình thường thì các bác không cần. Con này thì nó sẽ là bằng dạng như là giấy bạc. Cho nên là các bác dùng xong thì mình có thể là mình giặt, mình rửa đi sau đó thì mình gấp gọn vào. Còn khi nào các bác chiên rán thì các bác lại che đi như này cho em. Thì con này nó rất là tiện mà các bác dùng để mình chiên rán dầu mỡ thì rất là tiện luôn. Đấy, nó có thể gấp gọn được hẳn như này các bác này. Đấy, gấp gọn là 10 phân 1 này. Thì các bác có thể tự mình điều chỉnh để mình che chắn cho nó phù hợp nhé. Đấy, thì đây nó sẽ là một con như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Giá thì chỉ có 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là miếng chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25k. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ này. Chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác dùng thì nó sẽ đặt vào như này cho em. Đó. Thì khi mà các bác rán xào nấu mà nó có dầu có mỡ thì các bác chắn vào này cho em. Đó, xong là dùng xong thì mình lại bỏ ra thôi. Đấy thì nó rất là tiện. Thì mình ví dụ như là các cái phần dầu mỡ mà mình dùng nó mình chiên rán nó bắn ra ngoài thì mình chỉ cần chùi đi là xong. Đó, nó sẽ dễ rất là dễ lau chùi và sạch sẽ. Đấy và rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ là bằng dạng là giấy bạc nhá để các bác chắn dầu mỡ nó rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, dùng để mình chắn nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25.000 đây. Đấy nó sẽ chắn như này các bác này. Thì khi mình nấu nướng thì dầu mỡ nó bắn ra các bác dùng nó rất là tiện. Nên cho em là chắn dầu mỡ giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái chai xịt chuột này. Đấy, hàng này nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này. Đây, Made in Japan này. Đó, hàng của cái gì Tatsutamachi các bác này. Đấy, đây, đấy, Made in Japan nhá. Con này thì các bác lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Giá sẽ là 35k cho một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Có kèm cho các bác làm cái đầu vòi xịt như này. Về nhà các bác xoáy cái nắp này bỏ ra, xoáy cái này vào cho em. Đấy, chỗ nào mà nhiều chuột thì các bác xịt vào cho em. Đường đi nối lại hoặc các cái khu vực nào mà chuột nó hay cắn này, hoặc là máy máy ô tô các thứ, các bác nào có ô tô mà ít đi mà hay bị chuột chày nó xâm nhập thì các bác dùng con này cho em. Đó, giá sẽ là 35k. Ở Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái thành phố lớn này. Đấy, 35.000 cho một chai xịt chuột đuổi vĩnh viễn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay làm vườn này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình sử dụng mình làm vườn này. Đấy, làm vườn dọn dẹp vệ sinh rồi nói chung là nhặt cỏ vườn các thứ cũng rất là ok. Đấy thì nó sẽ là một cái găng tay, nó sẽ có một chiếc bên phải là có cái phần cào cỏ như này nhá, cào như này thì các bác có thể vừa cào xới đất và nhặt cỏ này, còn một chiếc bên này thì nó sẽ là bình thường như này và cái mặt này của nó bằng cao su nhá. Đấy, hàng này thì bên em thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái đôi găng tay làm vườn như này thôi. 30.000 một đôi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay làm vườn nhá. Giá sẽ là 30.000 một đôi như này. Các bác có thể dùng để mình cào đất, nhặt cỏ các thứ rất là ok luôn. Lên theo là găng tay làm vườn, giá sẽ là 30k cho một đôi găng tay làm vườn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy lông giặt nhá, tẩy lông giặt. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này thì đây nó sẽ là một cái dòng viên tẩy các. Đấy nó sẽ là cái dòng viên như này. Thì về nhà các bác cứ cho trực tiếp vào lồng giặt, sau đó thì mình tẩy, mình vệ sinh đi là xong. Đấy nó rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái viên tẩy lồng giặt như này giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp như này thôi. 25.000 cho một hộp mà tổng của nó sẽ được là đi 10 viên nhá. Đấy 10 viên.
Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt này. Lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì cứ khoảng 1 tháng các bác cho vào một lần cho em. Và các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên để nó vừa sạch sẽ, vừa an toàn, vừa tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp nhá. Cuối năm rồi thì các bác dùng cái chai xịt bếp này cho em. Đấy, con này thì chuyên tẩy xịt bếp nhá. Giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là dòng là chiết xuất từ chanh tự nhiên rất là thơm này, từ chanh tự nhiên rất là thơm này. Đấy. Thì khi các bác xịt ra nó sẽ là một cái dạng bọt như này. Một dạng bọt như này thì các bác cứ để cho em từ 5 đến 10 phút, sau đó thì các bác lấy bàn chải các bác kỳ cọ đánh đi. Thì con này nó sẽ là chuyên tẩy dầu mỡ rất là tốt luôn, tẩy dầu mỡ các vết bám dầu mỡ này, bám lên các cái dòng như là bếp ga này, rồi các cái máy hút mùi các thứ là các bác tẩy rất là sạch luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp. Giá sẽ là xịt bếp này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một cái bình xịt bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác có thể mua về để mình tân trang nhà cửa này, dọn dẹp vệ sinh, rồi dao dựa các bác dắt lên cho nó ok. Thứ nhất là sạch đẹp, sáng bóng, thứ hai là sạch sẽ vệ sinh nhá. Đây. Chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 45cm. Đó, và có 1 2 3 4 5 cái móc treo như này. Còn dao thì các bác dắt trực tiếp lên đây cho em. Lên cho em là thanh cài dao nhá. Giá thì sẽ 90.000. Có kèm ốc ác hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Có kèm sẵn ốc luôn. Đấy. Có kèm sẵn ốc ác hẳn hoi như này thì về các bác sử dụng rất là đơn giản thôi, có ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc là bắt vít vào cho em là xong. Đấy. Khoan bắt vít vào cho em. Một là bắt lên cổng lên cửa, hai là các bác bắt lên tường, bắt lên tường. Đấy, có cả ốc sẵn cho các bác luôn. 90.000. Tiếp theo thì mùa chuẩn bị sang mùa mưa thấm rột rồi thì các bác dùng cái keo tôn này cho em. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10 bản của nó sẽ là 10 sen và giá thì sẽ là 40k nhá. 10 sen và dài khoảng 5 mét thì các bác bóc ra các bác dán lên cho em các cái phần tôn mà bị thấm rột nhá. Đấy, bên trên này của nó sẽ là một lớp giấy bạc này. Giấy bạc chống nóng này. Và bên dưới này của nó sẽ là một cái lớp cao su non thì các bác dán lên các cái vết nứt rất là ok luôn. Đấy, keo tôn nhá. Tiếp theo thì ngoài keo tôn thì bên shop cũng có một cái dòng keo chống thấm, đó là cái keo chai xịt chống thấm này. Đấy, thì cái này khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Lắc đều lên sau đó thì các bác xịt trực tiếp lên các cái vết nứt như này các bác này. Đấy, xịt trực tiếp lên vết nứt như này. Đó, xịt trực tiếp lên này cho em. Đó thì nó sẽ là các cái phân tử nano như này. Khi xịt vào thì nó sẽ lấp đầy các cái lỗ trống như này nhá. Lấp đầy các lỗ trống như này và nó sẽ đông cứng lại thì nước nó sẽ không thấm rột vào cái lỗ cứng này được. Đó, lỗ trống này được. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là xịt chống thấm nhá. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Xịt chống thấm này. Xịt chống thấm giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. 450ml các bác nhá. Xịt chống thấm này. Đấy. Thì đây, khi các bác xịt thì nó sẽ là phủ hết các cái phần khe hở như này và nó sẽ chống thấm rột rất là tốt luôn nhá. Đó, chống thấm rột rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Đây. Đấy, găng tay thức ăn như này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình chế biến thực phẩm thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất là nhỏ gọn tiện ích nhá. Nhỏ gọn tiện ích và hàng rất là dai thì các bác có thể dùng để mình gọi là dùng đa di năng được luôn. Đấy, thứ nhất là làm thực phẩm, làm thức ăn này. Đấy, chế biến đồ ăn này. Đấy. Chất liệu của nó là giấy bóng lụa nhá, siêu mềm và siêu dai luôn. Đấy, siêu mềm siêu dai. Khi mà các bác đeo vào là nó như thật luôn, nó như thật luôn thì mình dùng nó rất là tiện ích. Đấy, kể cả em cầm bút em viết cũng rất là ok này. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k trên một hộp này. Số lượng từ 80 đến 100 cái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp hũ đựng gia vị này. Giá sẽ là 15.000 trong cái hũ như này bằng thủy tinh nhá. Đấy, khi các bác về thì các bác lật ngửa cái phần này lên cho em. Nó sẽ có cho các bác một cái nắp đậy như này. Đấy, một cái nắp như này các bác này. Đấy, cái nắp đây. Và có thêm cho các bác một cái xìa luôn. Đó, một cái nắp như này. Con này ưu điểm của nó thì nó sẽ có sẵn cái xìa này luôn, các bác chỉ cần đậy cái xìa này mà thôi. Đấy, và khi mình xúc thì mình lấy ra này cho là xong. Đó, nó rất là tiện đây. Khi đậy vào thì ấn này xong, kín đáo sạch sẽ, không lo ruồi muỗi kiến gián này. Đấy, con này thì giá chỉ có 15k thôi mà chất liệu của nó thì lại bằng thủy tinh, cho nên là rất là sạch sẽ. Giá sẽ là 15k nhé. Bên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Hũ gia vị 15k cho một cái hũ gia vị như này. 15.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bình như này. Thì các bác chuyên dùng để mình đựng nước rất là ok.
Inox 316 này, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích 1 lít này. Ưu điểm của con này thì rất là tiện này, các bác chỉ cần mở nắp như này ra cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Thì các bác có thể uống trực tiếp này, hoặc là ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi hút tự động như này, thì các bác lắp một cái đầu này là một cái đầu vòi mềm này thì các bác lắp vào cho em, sau đó thì mình để xuống dưới đít này, để xuống dưới đít nhá. Và một cái đầu vòi cứng này thì các bác lắp vào, sau đó thì mình để lên trên này. Đấy, nó sẽ là đầu mềm này để dưới này. Thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em là xong. Inox 316 này, sáng bóng đẹp này, giữ sạch sẽ này các bác này. Đấy, có quai đeo này các bác này, có quai đeo này rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì cần mở cái nắp này ra là các bác mút trực tiếp vào cái đầu vòi này luôn. Đấy, hoặc có thể không dùng, không thích dùng cái nắp này thì các bác uống ở đây, uống cái đầu này hoặc mút ở đây. Đấy, đậy nắp lại này, ấn gioăng vào này, rất sạch sẽ luôn. Các bác có thể mua để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, thể dục thể thao đều ok hết nhá. Theo một cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ thì trong cái nước đóng chai là có sẵn vi nhựa, cho nên là các bác không nên dùng cái nước đóng chai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là bình voi nhá. Đấy, bình voi giá sẽ là 160k nhá. Đấy, dung tích của nó thì khoảng 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. 1 lít 2, 1 lít 3, hàng khá là to luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi vuông nhá. Con này thì sẽ là 190.000. Đấy. 180.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn đằng trước như này. Đấy, đằng trước có 1 2 ngăn này, đằng sau một ngăn là 3 này và một ngăn to là 4 này. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, có màu xanh và màu xám nhá. Đấy, có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. 180.000, bên trong có hai ngăn nữa, một ngăn khóa và một ngăn phụ. Có màu xanh và màu xám như này nhá, màu xanh màu xám đen như này. Đấy, gọi là màu xanh và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Về nhà các bác cứ chuẩn bị bật lửa đây đốt thoải mái cho em. Đốt vô tư, đốt thoải mái, không phải lan tan. Đấy, tại vì con này thì bên shop bao cho các bác là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là các bác không phải nghĩ nhá. Đấy, 100% là chất liệu của nó là da bò tự nhiên, cho nên là dùng nó rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất là ngon lành cho các bác luôn. 100% là da bò tự nhiên như này. Đó. Về nhà các bác có thể lấy máy lửa đốt vào đây, đừng đốt vào cái chỗ phần chỉ, phần khóa này là được. Đấy, khóa bằng đồng các này, khóa bằng đồng rất là ngon luôn. Có quai đeo và sách đồng hành chiều cao 25, chiều rộng 20. 180.000 cho một cái túi da bò như này nhá. Bên theo là túi vuông 180.000. Đó, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái điện thoại 4 sim này. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại rất là chất lượng như này. Đấy, 4 sim cho các bác sử dụng luôn. Về nhà thì các bác bóc cái màng ra cho nó, sau đó thì lắp sim vào cho em. Sim thì ở dưới đít này nhá. Đấy, 4 khai sim luôn. Giá sẽ là 450.000. 450.000 trong con điện thoại 4 sim như này. Rất tiện ích nhá. Con này thì có cả đèn pin này. Các bác ấn này lên cho em là một con đèn pin rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể dùng để đi ban đêm nhá. Là một con đèn pin chứ không phải đèn led đâu. Có máy chụp ảnh các thứ đàng hoàng. 450k trong con điện thoại 4 sim như này. Rồi ok. Vâng, em Phạm Huấn lại quay trở lại, trân trọng gửi đến các bác các cái mã hàng bên em nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này trước em đang bán là 120 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 110.000 cho một con hồ lô tứ cây này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đấy, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, đầu vòi bơm các thứ này, lọc liếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thì tiện nó sẽ như nào các bác nhá. Thứ nhất là bơm rất là nhẹ này, bơm rất là nhẹ này. Thứ hai là có van xả hơi này. Đấy, có van xả hơi các bác nhá. Đấy, có van xả hơi. Khi hơi đầy thì các bác có thể dùng cái con van xả này cho em. Thứ ba là có cái phần lẫy khóa như này rất là tiện nhá. Lẫy khóa này rất là tiện các bác này. Đấy. Khi các bác tưới thì mình chỉ ấn cái lẫy này vào là nó sẽ tự bơm này và có điều chỉnh van nhá. Thì các bác có thể dùng để tưới cây cảnh này, rồi tưới lan, tưới cây này, rồi xịt rửa, rồi phun thuốc sâu rất là tốt luôn. Giá thì đợt này về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Lên cho em đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 110.000 thôi. Hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây 110k nhá, 110.000 đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao Nhật chuyên Thái nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao chuyên Thái. Bộ dao này thì bộ dao 6 món chuyên Thái này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này. 3 dao, một giá đỡ và một cái liếc, một kéo này. Đấy. Đây. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này. Còn
giá đỡ rất là xịn sò luôn. Chất liệu của nó thì bằng nhựa meca nhá, nhựa meca. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ này. Đấy, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này mới tinh còn nguyên niêm phong nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay dắt dao như này này. Kèm cho các bác là một cái bộ dao cực kỳ là uy tín cho các bác luôn. Bộ này thì nó hàng của nó mỏng thôi nhá. Các bác chuyên dùng để thái cho em nhé. Con này không thể chặt được đâu. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là lên cho em là dao 6 món chuyên thái này. Bộ dao này, đấy, bộ dao 6 món này. 6 món chuyên thái nhá. Chuyên thái này. Đấy thì sẽ bao gồm giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. 150.000 cho bộ dao không thể tin nổi luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái nhọn này. Đấy, bỏ tranh tờ giấy đây. Một con dao thái nhọn này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản nhỡ này. Đấy, một con dao thái bản nhỡ đây này. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản vừa này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được thôi chứ còn không thể chặt được nhá. Đây, test từng con một cho bác xem. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm các bác này. Đấy, dao thấy khủng khiếp chưa các bác ơi? Đấy, quá khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó, độ bén thì khỏi phải bàn đi. Đấy, độ bén khỏi phải bàn này. Japan các bác này. Đấy, tức là nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là sắc các bạn. Đấy, mỏng thôi nhưng rất là sắc luôn. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Đấy. Thấy các bác thấy không? Đây. Kinh khủng không các bác? Thấy kinh khủng không? Đó, rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đó. Đây, tiếp theo thì nó sẽ là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhá. Băm nhẹ được chứ còn con này thì em không khuyến khích chặt. Đấy, tại vì nó rất là mỏng thôi. Đấy thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái liếc này. Khi nào các bác dùng đến cái liếc này thì mình dùng, tại vì là dao thì mình dùng nó rất là bén lâu. Đấy, một cái kéo rất là ngon này. Cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này đều được hết nhá. Đấy, cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này, khui bia này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là 6 món này. Một dao, hai dao, ba dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ như này. Combo cho các bác 6 món. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên thái, giá là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Lên cho em là nồi cơm mini. Đấy, đây nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, nhỏ gọn thôi. Dung tích của nó là 1,2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái phần Âu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 800ml thôi. Đấy, 800ml thì con này cũng chỉ dùng cho 2 người ăn thôi. Dùng cho 2 người ăn thôi. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tiện ích nhá. Đấy, khi các bác nấu nướng thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái môi sới rất là mini này và một cáp điện này. Đấy. Các bác đậy vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhấp cái nắp này vào này. Đấy. Đậy vào. Đậy vào, nhấp cái nắp này vào. Rất là nhỏ gọn luôn. Hàng thương hiệu Chigo nhá. Công suất của nó đây. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 lít 2 là cả vỏ nhá. Đấy, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini. Đấy, giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Dung tích của nó là 1,2 lít. Đấy, cả vỏ nhá, 1,2 lít cả vỏ luôn. Đó, giá thì sẽ là 270.000, 1,2 lít cả vỏ, lưu ý giúp nhá. Đấy, đây, rất đẹp, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất đẹp, rất ngon lành cành đào nhá các bác nhá, rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về Minh ơi. Lấy cho anh cái dây điện vàng. Về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. 125.000 cho con bóng đèn 5 cánh này. Em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Đây, test trực tiếp điện cho các bác xem luôn. Hàng siêu sáng các bác, siêu sáng luôn. Đó, đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Ấy, sáng chói sáng chang luôn, sáng lòe cả mắt luôn các bác nhá. Và có thể gấp lên như này. Con này công suất của nó là 100W, sử dụng điện của nó sẽ là 65.000K nhá. Đấy, tức là độ phân giải của LED là 65.000K thì nó rất là sáng luôn. Đó, rất sáng luôn các bác này. Các bác thấy chưa? Rất sáng luôn. Con này thì nó sẽ là 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn 5 cánh này sẽ là 125.000 nhá. 125.000 5 cánh này. Hả? 120k nhá, 120k cho con 5 cánh như này. Có tiếp cho các bác là một con 8 cánh luôn. Đấy. Con này thì sẽ là một em 8 cánh này. Em 8 cánh này thì siêu sáng rồi. Con này sẽ là 200W nhá, 200W có thể gấp gọn được các bác này. Đấy. Em này sẽ là em 8 cánh cho các bác luôn. Đấy, 8 cánh như này.
công suất của nó là 200W này. Đấy, 200W, 8 cánh này. Con này thì gọi là độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác nhá. Quá khủng khiếp rồi. Đó các bác xem, bật lên này. Ấy, các bác thấy chưa? Đó, sáng trắng luôn các bác này. Đấy, 8 cánh luôn, có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Mang đi chiến công trình này, hoặc anh em dùng ở nhà này. Đấy, có cỗ có bàn tết nhất công việc thì các bác sử dụng con này cho em. Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và rất là đẹp này. Vừa là trang trí vừa là sử dụng trực tiếp luôn. Con 8 cánh này thì sẽ là 8 cánh nhá, lên cho em là 8 cánh này, 190k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bỏ cho anh cái 4 cánh mini. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục nguồn và một điều khiển như này. Đấy, thì đầu tiên các bác cắm cái cục nguồn này vào điện 220 cho em này, cắm cục nguồn này vào điện 220 này. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua nhá. Đấy. Bóng đèn hoặc các cái thiết bị khác cần điều khiển qua. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là ok. Đấy, có thể điều khiển cách xa 1 cây số. Các bác dùng cho các cái dòng thiết bị như là bình nóng lạnh này, quạt điện này, rồi motor, máy bơm các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển trực tiếp. Điều khiển cắm trực tiếp này, điều khiển cắm này. Đấy, cắm trực tiếp bao nhiêu nhỉ? 270k và bao ship cho bác cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như này. Đây. Các bạn này, đấy, nó sẽ là một cái điều khiển như này. Cho nên mình cái mẫu ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, nằm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhận xuất thì xa khoảng 100m tới 1000m ha. Và thực tế thì bà con mình dùng thì nó rất là ok luôn các bạn nhá. Đây đây các bạn này. Mình sẽ ghép nối với cái tay remote nhỏ này và một tay remote đặc biệt nữa là bà con mình hay dùng đó là nhấp nháy ha. Sau đó chúng ta bấm lên tay remote bật tắt này các bạn này. Rồi nó nhấp nháy lại một lần nữa là nó đã ghép nối thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật tắt. Đấy, rất đơn giản các bạn nhá. Rất là đơn giản ha, thao tác đơn giản lắm. Đấy, con này thì giá sẽ là 270.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này. Một lọ nước hoa như này kèm cho các bác là các cái đầu tăm để nó tỏa hương này và một cái nơ như này, một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Rút cái bấc này ra cho em, cái nắp này ra cho em, cắm cái bấc này vào. Đó, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đó. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây. Hotel các bác này. Đấy, chuyên dùng nhà hàng khách sạn. Bảo sao các bác vào nhà hàng khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái chai nước hoa khách sạn như này là 30.000 thôi. Nước lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá sẽ là 30k trên một chai. Các bác có thể mua về vài chai mình dùng dần để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, toilet, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Và trong nhà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đặc biệt là mùa nồm ẩm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá, vật mũi đứng. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chân để đứng này, một cái cáp sạc này và một chiếc vật như này. Đấy, khi các bác bật lên này, bật cho em đẩy cái chế độ này lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên này. Đấy, và con mũi nó bay vào nó sẽ chập này con này. Đấy, oánh điện còn giật mình luôn nhá. Con này mà các bác tránh xa tầm tay trẻ em cho em nhá. Trẻ em mà động vào là nó giật cho đơ người đấy các bác nhá. Nó giật rất là mạnh luôn, điện nó đẩy rất là mạnh các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, nó chập rất là mạnh luôn các bác này. Con này thì bên shop đang bỏ anh cái tiền này. Cái bếp ga. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Đấy, ba chức năng tất cả. Đầu tiên nó sẽ là một chức năng là bắt mũi tự động thì các bác đẩy lên cho em. Đẩy lên cho em là bắt mũi tự động thì các bác phải liên tục cắm sạc nhá. Thứ hai là bắt mũi thông thường thì các bác chỉ cần là bật lên sau đó thì mình nhấp này thôi này. Đấy, nhấp này. Đấy, còn thứ ba là các bác có thể bật trực tiếp lên, vừa cắm vừa làm đèn ngủ được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, chuẩn bị vào mùa nồm ẩm này thì muỗi lại xuất hiện nhiều nhá, thì các bác dùng con này cho em rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Đấy, vật mũi đứng này. Vật mũi đứng giá sẽ là 130k nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm giúp cho các bác tiết kiệm trong gia đình đó là chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Thì con này nó phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay bếp của nhà mình, khi đun thì gió nó có tạt thì nó cũng giữ cho cái lượng ga của nó, các bác không bị tỏa ra ngoài nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn gió bếp ga này. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 cho một con chắn gió bếp ga như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga giúp cho chúng ta đun nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Được thiết kế chuyên biệt cho các dòng bếp ga từ 6 chân đổ xuống là có thể lắp được. Kiềng chắn gió có độ bền cao nhờ cấu tạo vững chắc bằng chất liệu thép, không gì chịu nhiệt, chịu lực lớn. Kiềng giúp tránh gió tạt làm mất nhiệt, hội tụ nhiệt tối đa vào phần đáy nồi, xoong, chảo, tăng hiệu quả sử dụng ngọn lửa của bếp.
giảm thời gian đun nấu từ 20-30%, do vậy sẽ tiết kiệm được lượng ga tiêu thụ thực tế. Đặc biệt khi sử dụng kiềng sẽ rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ, tránh trẻ chạm vào bếp lửa có thể gây bỏng. Hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Đây, giá chỉ có 25.000 các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm về sức khỏe, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây của nó thì nó sẽ là germanium các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng hợp kim này, mạ vàng 18 carat này, có kèm cho các bác các cái hạt nam châm nhá, các cái hạt nam châm từ trường như này, thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, thì các bác dùng rất là tốt luôn. Thứ nhất là mang tính chất là trang trí này, thứ hai là các bác trang trí trang sức này, thứ hai là các bác dùng vừa là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, cái vòng vòng nam châm điều hòa huyết áp này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là vòng vàng này, đó. Vòng vàng này, điều hòa huyết áp nhá, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50.000 này. 40.000 nhá. Đấy, đợt này về chỉ còn 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Con này về nhà các bác tự bơm ga. Con này thì giá sẽ là 100 cành. Khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn sáng này các bác này, bật lên có đèn sáng này, rất là tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, còn đồng hồ thì đã có pin chạy bình thường. Đây. Đấy các bác thấy không? Đang chạy này. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt như này. Con này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đều được hết nhá. Các bác chỉ cần đấu dây điện này hoặc là các cái dây cáp này các bác đấu, sau đó thì mình hơ lửa đi là xong. Đó, 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 15 cm, chiều cao thì khoảng 5 cm, 5-7 cm coi nhá. Đấy đây. Con này thì các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp vào cổng USB nhá. Mặt của nó sẽ là mặt trắng gương rất là đẹp như này. Về nhà các bác bóc thêm cái lớp giấy bóng này ra này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng như trên hình như này các bác nhá. Rất đẹp. Thì các bác có thể dùng để mình thứ nhất là làm đèn ngủ này, xem giờ này, và con này nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ các thứ luôn. Rồi chức năng hẹn giờ các thứ đầy đủ nhá. Lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít nhá, máy vít đây. Đấy thì ở đây sẽ kèm cho các bác là hai đầu vít này. Đấy, hai đầu vít như này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, có sẵn cho các bác là hai đầu vít luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái máy như này. Đấy, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn nhá. Đó. 130.000 cho con máy vít như này, chạy bằng pin. Đấy, các bác có thể về dùng mình sửa chữa lặt vặt. Con này thì nó bằng máy bằng pin nên là nó công suất của nó vừa phải thôi, nó không quá là mạnh đâu. Lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 130.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50.000. Đây, nó sẽ là một con vòng trầm như này. Các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo bằng tay hoặc đeo vào cổ đều ok hết nhá. 108 hạt bằng gỗ trầm tự nhiên, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Con này đang bán là tiền triệu đấy, nhưng mà đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá sẽ là 50.000. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi. Thì các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Đấy. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái keo vá tường nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ có cho các bác một cái đầu vòi như này để các bác lắp vào. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái dòng keo trắng như này. Các bác dùng để mình vá vào các cái phần tường mà nó bị bong chốc, bị nứt, bị dạn các bác nhá. Đấy, các bác bôi vào cho em như này. Đấy, bôi vào cho em như này là xong. Đó. Thì nó sẽ là một cái dòng keo như này. Nó sẽ giúp cho các bác là làm sạch, làm trắng và rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Các cái phần tường bị bong chốc, bị thấm rột các bác cho vào cho em 40.000. Lên cho em là keo vá tường. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các cái phần tường bị bong chốc, thấm rột hoặc là bị bẩn, bị bôi này. Đấy. Nhà các bác có trẻ con tô vẽ này hoặc nó bị bong chốc, bị nứt, bị thấm rột. Các bác cứ bôi vào cho em là xong. Đấy, các bác cứ bôi vào cho em xong rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 40.000 thôi, 40.000. Đấy. Đây.
các cái phần tường nhà các bác bị thấm ruột bong chốc này, hoặc các cái ổ điện ổ điếc này. Đấy, các bác bôi vào cho em là xong nhá. Bôi vào sau đó thì mình vệ sinh đi là xong. Đó, mình làm cho nó nhẵn nhụi đi là xong nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì cũng rất là tiện luôn này. Đấy, màu cầu vồng này khá tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đây, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Đó, nó vào khoảng là trên 100 chi tiết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là vào trên 100 chi tiết luôn. À 150 chi tiết các bác này, 150 món tất cả luôn. Tổng là 150 món nhá. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok, để các em nó học hành rồi sáng tạo, tô vẽ rất tiện ích luôn. Bên trên là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy, rất đẹp cho các bác nhá, rất đẹp luôn. Đó. Ở đây thì combo đầy đủ cho các bác luôn nhá. Màu bột, màu sáp, màu nước, màu chì, bút chì, rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác mua về để làm quà sinh nhật này, quà tặng hoặc là cho con em nhà mình rất là ok. Tiếp em lên cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá, túi đựng rác. Thì con này rất là tiện, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 100 cái luôn. Bịch này sẽ là 100 cái nhá. Kích thước của nó sẽ là 45 x 50. Thì các bác mua về mình đựng rác rất là tiện các bạn, đựng rác rất là tiện. Thì nếu như các bác đựng cái túi bình thường thì kích thước của nó không vừa mà nó lại tốn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. Đấy. Về nhà thì nó sẽ là từng đoạn một như này. Từng đoạn một này và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần như này. Các bác chỉ cần là bóc ra cho em là xong nhá. Đấy, bóc ra cho em là xong. Rất là tiện luôn này. Cả đấy, coi theo. Bóc ra như này. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Giá thì rất hợp lý rồi. Một cái hộp, một cái quận như này mà giá bên shop đang gửi cho các bác giá chỉ có 50.000 thôi nhá. 50.000. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng rác nhá. Kích thước của nó sẽ là 45 x 50 nhá. Đấy, rất là to luôn các bác này. Đấy, là cái thùng rác bình thường là thoải mái vừa luôn nhá. Đấy, chất của nó thì rất là dai. Đấy, các bác đựng rác nặng cũng rất là ok. Đấy, sau đó thì khi mà mình đựng rác xong thì ở đây nó sẽ có quai như này. Các bác chỉ cần rút lên như này thôi. Rút lên như này là xong. Đó, rút này mình xách đi mình đi đổ này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là túi đựng rác nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 một bịch này, mà một bịch này của nó tới 100 túi luôn nhá. 50.000 một bịch 100 túi nhá. Đấy, 50k nhá. 50k trên bịch 100 túi, như vậy là các bác mua cũng không mất đáng bao nhiêu tiền. Đấy, và rất hợp lý luôn các bác. Đấy. Có túi sạch như này, bỏ vào thùng rác vuông vắn đẹp sạch sẽ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Rất là dài nhá. Túi của nó rất là dài luôn, dùng rất là thích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto thì con này các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình làm thợ, làm nghề, làm cơ khí. Con này thì hàng của thương hiệu Asahi nhá. Asahi. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con Eto hàng của Asahi như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Eto kẹp nhá. Đây, Eto kẹp. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá. Bằng thép. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, bằng thép nhá. Siêu dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác kẹp vào bàn này, kẹp vào các kia khu vực nào mình dùng để mình cắt mài đục đẽo. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con Eto như này. Hàng thương hiệu Asahi tem nhôm hẳn hoi các bác này. Đấy, Asahi đây. Đấy, tem nhôm hẳn hoi. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ chất rồi. Chỉ có 180.000 cho một con Eto như này thôi. 180k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bàn chải điện nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện này. Đấy, 60.000 cho một con bàn chải điện như này. Giá siêu rẻ luôn. Mà đã kèm cho các bác là đi 4 đầu bàn chải rồi. Tính ra các bác mua không cái máy. Đấy, 4 đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải như này. Thêm một con máy và một cáp sạc nữa. Đây. Các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Đấy, đây các bác này. Khi bật thì giữ lì cho em nhá. Đấy, khi các bác bật thì giữ lì cho em. Đó. Còn con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy. Tần suất rung của nó sẽ là đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhé. 32.000 lần trên 1 phút.
Thì con này dùng rất là tiện, các bác dùng để mình đấy, đánh răng này, vệ sinh răng lợi. Và nó có rất nhiều chế độ như làm sạch, làm trắng này. Và có kèm cho các bác là 4 cái đầu bàn chải này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhé. Đấy, một lần sạc này các bác dùng phải cả tuần mới tuần mới 10 ngày mới hết pin, cho nên là rất là tiện. Nên cho là bàn chải điện giá sẽ là 60.000. Bàn chải điện này 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cân nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Chỉ cần được 5 cân thôi. Đấy. Về nhà có lắp pin vào cho em. Lô này thì nó lại có kèm pin, có lô thì không có kèm pin đâu. Bác cũng thông cảm thôi. Hàng về theo lô nhá. Đó, lắp vào là xong. Con này thì chỉ có 50.000 thôi. Cân 5 nó sẽ cân được 5 cân và có chức năng trừ bi. Đây, em đặt lên cân thì các bác xem này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là cái con đèn này của nó sẽ là 300 đây. 394 gram này. Sau đó thì các bác nhấn nút này là nó sẽ về 0 này. Sau đó thì các bác lại cân này, ví dụ em cân con dao này. Con dao này sẽ là 72 gram này. Đó, thì các bác bỏ ra nó lại về cái cân số 0. Đó, và bỏ ra thì nó lại về cái cân này. Đó, và các bác nhấn nút nguồn này là sẽ về 0. Con này các bác dùng để cân trong nhà bếp. Đấy, cân trong nhà bếp. Lên cho em là cân 5 nhá. Cân 5, giá sẽ là 50k. Cân được là 5kg nhá. 5kg. Đấy, 5kg tối đa. Đây, 5kg này. Tính bằng gram nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dán thải độc chân nhá. Thì đây nó sẽ là một cái bịch miếng dán thải độc chân. Thì con này dùng rất là tiện. Khi mà các bác dùng mà chân tay mình bị đau mỏi, đau nhức thì các bác dùng này xem. Bao gồm cho bác là 50 gói thuốc và 50 miếng dán như này. Đấy, các bác dùng để mình dán vào các cái phần chân tay bị đau mỏi, đau nhức để các bác dán vào chân. Đặc biệt là gan và chân rất là tốt luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Giá sẽ là 50k. À 40k nhá. Giá rất rẻ, 40.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất ok nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô của Hàn Quốc này. Đấy, thì nó sẽ đựng trong hộp này, các bác có thể mua để về mình sử dụng trực tiếp hoặc mang đi làm quà đi Tết cũng rất là ok. Đây. Chất liệu của nó là nho tự nhiên nhá, hàng thì được phân phối bởi tập đoàn Samsung. Đó, và đây thì nó sẽ là màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn nhá. Đấy, màu nho tự nhiên rất đẹp luôn. Chất liệu của nó rất là đẹp. Đó, đây. Một bịch này của nó thì đóng gói rất là đẹp luôn. Hàng của Hàn Quốc này, Korea 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000 nha. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Thì rất là tiện các bạn. Các bác dùng để mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là làm đồ Tết. Đấy, đựng trong một cái túi như này, rất lịch sự luôn. Đây. Samsung này, nó rất chất lượng nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, mẫu 5m và mẫu 7m rưỡi. Hàng đều là của thương hiệu Nhật hết này. Đấy. Sanpu của Nhật các bạn này. Đấy. Japan này. Con này thì sẽ là dòng 5m nhá, rút ra nó sẽ tự hãm này, rút ra tự hãm này. Đấy. Rất tiện luôn. Con 5m này thì 40.000. Đó. Con 7m rưỡi này sẽ là 50.000. Ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm, rút ra nó sẽ tự hãm. Các bác nhả ăn đâu nó vào đấy. Đấy. Rất là tiện luôn. Thì dùng rất là sướng, không lo phải tính toán đến cái việc là hãm tay hãm chân. Đó, rất là tiện. Giá thì con 7m rưỡi này là 50.000 nhá. Và con 5m này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng dao dọc giấy này. Đây, rất tiện ích luôn. Đó. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con dao như này. Đó. Cái này chỉ còn có một đôi này thôi à? Bán hết rồi à? Đấy thì đây thì nó sẽ là một con dao như này. Bán lẻ sẽ là 15.000, mua từ 3 cái trở lên thì em bán cho các bác 10.000 một chiếc. Về nhà các bác thích
dùng cùn thì mình thay lưỡi cho em. Đấy, và con này rất là tiện. Thì bên trong của nó là bằng nhựa cứng, bên ngoài bằng cao su, dùng thì cực kỳ là đầm và chắc tay nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, chỉ có cho bác là 15.000 một chiếc như này. Mua 3 chiếc thì sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em còn mấy cái máy sấy tóc mini nữa này. Đấy, mấy cái máy sấy tóc mini như này. Đấy, con này em đang bán là 90.000. Thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho bác là giá đây. Đấy. Hàng thương hiệu Toshiba nhá, nóng rất là nhanh luôn. Đấy, sử dụng điện 220V. Đang bán là 90.000 nhá. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe, nóng nhanh luôn. Sử dụng điện 220V nhá. Đấy, con này thì em thanh lý nốt cho bác với giá 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc cho một con máy sấy tóc như này. Đấy, các bác mua thì liên hệ nhá. Đấy, liên hệ. Rồi, ok. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. À, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này, một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt, nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Đấy. Hàng rất ngon lành cho bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo, các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này, đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000. Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên là các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120k. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k trong một bịch như này, 100.000 trong một bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây, hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên, không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 trong bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k. 180.000 cái dây câu bình như này.
Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Thế này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy đây, nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm vào như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này, ra cái lỗ này các bác này. Đấy, những cái lỗ này, những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp à. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy, sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá là giò luôn. Đấy, 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu. Đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên, thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Lên cho em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15k thôi, 15k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy, hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 cho cái hộp đựng tăm như này thôi. 95k một chiếc nhá. Đấy. 95.000 cho cái hộp đựng tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình lại ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 cho một cái hộp tăm như này thôi nhá. 95k. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm nó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên trên là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy. Cho to đây nhá. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó, lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt, tạo nên sự thay đổi về nhận thức và hành động của nhân dân. To, cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn, các bác chỉ việc sạc hoặc là dùng thôi. Con này thì các bác lên cho nó đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này. Ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Để giúp họ nâng. Là các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em nó ra này. Đấy. Rất là tiện ích nhá, và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Chỉ có 260.000 cho một con đài FM như này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi. Tần sóng của nó rất là tốt luôn. Rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 trong con đài FM như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy.